Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Mặc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách. Tập 7. Chương 61: Thực lực. Tiền hộ viện nghe thấy tiếng người này, cả Tuân Lục và Tiểu Sở đều biến sắc. Trong bóng tối trước mặt có một thân ảnh thon dài chậm rãi lại gần, trường đao bên hông tỏa ra sát cơ nồng đậm. Đi mau! Tuân Lục chân nọ đá chân kia vội hét lên, kéo Tiểu Sở bỏ chạy. Mặc Cầu nheo mắt lại, hơi chần chừ một chút rồi cũng chạy theo. Kinh nghiệm chém giết của hắn chưa đủ nhiều, lại không biết đối phương tu vi nông sâu bao nhiêu. Nếu có thể không động thủ thì tốt nhất là không động thủ. Nhưng mà, ba người vừa mới chạy được mấy bước, từ trước mặt đã có một người xuất hiện cản lại. Người này cũng đeo trường đao trên lưng, dáng người không cao lớn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mà như không cười. Cao, Cao hộ viện. Nhìn thấy người này, sắc mặt Tuân Lục đã trắng bệch, toàn thân run lên. Sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi có thể tới, sao ta lại không thể? Cao hộ viện nhún vai, cười khẽ. Cao mỗ chịu trách nhiệm tuần sát viện lạc, phát hiện có người trộm bảo đi trốn nên phải đuổi theo thôi. Ngươi nói láo. Tiểu Sở như chó sù lông, hướng tới đối phương gầm gừ. Rõ ràng ngươi liên thủ với tiền hộ viện, gạt chúng ta vào bảo khố ăn cắp bảo vật, sau mới đuổi tận giết tuyệt để độc chiếm tiền tài. So với Tuân Lục, nàng rõ ràng có đầu óc nhanh nhạy hơn nhiều. Trong chớp mắt nàng đã nhìn ra chân tướng sự việc. Khó trách dạo gần đây người trong Bạch Phủ cứ thưa dần đi, tiền tài cũng mất không ít. Thì ra là do đám hộ viện này giở trò. Bọn hắn không ở trong nội viện, không biết thứ nào đáng giá thứ nào không, để ở đâu nên tìm cách lừa người trong viện trộm bảo rồi sau đó diễn lại một màn này. Nàng lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn qua thi thể của Vương Mụ, trong lòng phát lạnh. A, phản ứng nhanh nhạy lắm, ngươi đoán đúng 8-9 phần 10 rồi. Lần này chút nữa thì để các ngươi chạy thoát. Tiếc là, hắn khẽ lắc đầu, từ từ bước tới gần. Lúc này, Tuân Lục đang khiếp sợ đột nhiên mở miệng. Cao, Cao hộ viện. Hắn đưa tay run run chỉ vào Mặc Cầu ở bên cạnh. Việc này không liên quan gì tới hắn. Các ngươi có thể thả hắn đi không? Ồ, Cao hộ viện ngẩng đầu. Thật vậy sao? Mặc Cầu đảo mắt qua nhìn Tuân Lục và Tiểu Sở. Tuân Lục có vẻ vẫn còn hy vọng, xem như giao lại đồ vật cho đối phương là có thể giữ lại được tính mạng. Chỉ có Tiểu Sở với cái nhìn nhanh nhạy là đang nhanh chóng tìm cơ hội đào thoát. Việc này đúng là không có quan hệ gì tới ta. Hắn thở dài, bước lên phía trước. Cho nên, ta có thể rời đi hay không? Ngươi nghĩ vậy sao? Cao hộ viện khinh thường, tiện thể vung tay đấm tới. Ba, bàn tay hắn đột ngột ngừng lại, giống như va phải một tấm màn sắt. Lực phản chấn khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo. Mặc Cầu nhấc một tay vừa vặn đỡ giữa không trung. Ngươi, Cao hộ viện biến sắc, bàn chân đạp mạnh xuống đất. Toàn thân hắn rung động, lông tơ dựng đứng. Lực lượng toàn thân hắn đột nhiên bộc phát đấm ra một quyền. Đây là phương pháp vận kình của Đường Lang quyền nhà, họ Bạch, có thể kích thích da thịt tập trung lực lượng trong nháy mắt. Quyền xuất gió rít gào, nhằm Mặc Cầu đánh thẳng tới. Hai mắt Mặc Cầu hơi nhăn lại, cánh tay nhẹ nhàng vung nắm đấm ngăn trước quyền đầu. Ba, Cao hộ viện toàn lực ứng phó. Dùng hết sức đánh ra một quyền lại dễ dàng bị ngăn trở, thậm chí còn không làm thân thể đối phương có một chút xê dịch nào. Luyện gia, Mặc Cầu lắc đầu cười khẽ, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cao thủ luyện tạng trong thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều nhân vật nổi danh cũng chỉ có cảnh giới đoán cốt mà thôi. Hắn cảm khái, chỉ là một tên hộ viện. Hai mắt hắn ngưng trọng, năm ngón tay đột nhiên bóp mạnh, kinh lực toàn thân chảy xuôi như linh xà tiến về hướng bàn tay. Rắc, tiếng nứt gãy vang lên, nắm đấm trong lòng bàn tay bị kình lực kinh khủng đè xuống bắt đầu vặn vẹo. Hai mắt Cao hộ viện vừa mở ra đã hoảng sợ, cơn đau ập tới làm hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết. A, à, Cao huynh, ở phía sau, tiền hộ viện đang chậm rãi đi tới biến sắc, vội rút đao xông lên. Buông tay, đao phong loang loáng giữa trời không dứt, nhanh chóng nhằm vào những điểm yếu huyệt trên thân thể Mặc Cầu. Hai hàng lông mày Mặc Cầu nhíu lại. Dù hắn chỉ thông hiểu minh tâm đao, đao pháp của người này hắn nhìn là biết, thân thể hắn hiện giờ không thể ngạnh kháng được.
lòng bàn tay hắn phát lực, đột nhiên xoay tròn, bẻ gãy cánh tay của Cao Hộ Viện khiến hắn kêu rú lên. Đồng thời chân hắn lùi lại né thanh đao đang chém tới. Cao huynh. Tiền Hộ Viện liếc mắt nhìn Cao Hộ Viện, sắc mặt trầm xuống. Thân hình hắn không dừng lại, tiếp tục chém về phía Mạc Cầu. Đi chết đi. Lần này, đao quang theo thế người mà tới, trong chốc lát đã xuất ra đủ 7 đao lấp lóe. Mỗi đao đều có góc độ không giống nhau, quây kín Mạc Cầu lại. Keng keng, đột nhiên hàn mang hiện ra ngăn phía trước lưỡi đao. Tiếng đao tiếng kiếm va chạm vang lên rồi nhanh chóng tách ra. Thì ra là do bộ pháp. Mạc Cầu cúi đầu, nhìn qua hai chân Tiền Hộ Viện. Đây chẳng lẽ là thất tinh bộ của Bạch gia? Đao pháp của Tiền Hộ Vệ nhìn như kinh người nhưng kỳ thực là mượn bộ pháp để biến hóa mà thành, cũng là một cách mượn dùng ngoại lực. Không tính là quá ưu tú. Khi hắn đã nhìn ra rồi thì đánh giá cũng giảm đi mấy phần. Cao huynh, ngươi sao rồi? Tiền Hộ Viện nhìn Mạc Cầu bằng ánh mắt chăm chú. Chúng ta liên thủ đối phó hắn. Được. Cao Hộ Viện tỏ ra dữ tợn, tay phải hắn hiện giờ xem như đã phế. Xuất thủ. Tiền Hộ Viện giống lên một tiếng, cầm đao vọt nhanh tới. Cao Hộ Viện lại khoanh tay dồn toàn lực quay đầu chạy ngược trở lại bỏ trốn. Hai người một trước một sau. Một tên thì sát ý kinh người, một kẻ lại chạy trong hoảng loạn. Lựa chọn hoàn toàn khác biệt. A, à, Mạc Cầu cười lạnh, hai mắt nhíu lại. Trong mắt hắn, khi thế Tiền Hộ Viện xông tới có quỹ tích rõ ràng, trường đao theo bộ pháp mà biến ảo. Đao pháp với bộ pháp phối hợp ăn ý như hóa thành một thể. Đao đao liên hoàn như không, hề có điểm dừng. Xem ra, dù có thực lực hắn cũng không thể xem nhẹ người khác. Hắn kinh nghiệm còn thiếu, lơ là sơ suất thì sẽ như Phạm Cường, Lục Gia mấy người bọn họ đều chết trong tay kẻ yếu hơn mình. Sư tử vô thỏ còn vận hết toàn lực, huống chi là mình. Suy nghĩ vừa tới, thân thể Mạc Cầu cũng theo đó di động, đón đao quang đang ảo ảo chém tới. Thân như linh yến, thế như thiên nga, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong màn đao mang của đối phương. Cẩn thận, từ phía sau vang lên tiếng hô của Tuân Lục. Keng, tàn lửa bắn ra tung tóe, hai thân ảnh lao vào nhau ở giữa trời. Cánh tay Mạc Cầu mở ra rồi thu lại, nhẹ nhàng rơi xuống. Tiền Hộ Viện thì lảo đảo bước ra mấy bước, chưa kịp che cổ họng thì đã nghe tiếng soạt. Máu huyết từ vết đứt trên họng hắn phun ra như suối, yến tử phân thủy. Chỉ ba lần va chạm, Mạc Cầu mượn lực lượng của cảnh giới đoán cốt xé toang thế phòng thủ của đối phương, sau đó chỉ một kiếm xuất ra đã cắt đứt cổ họng hắn. Cùng lúc đó, thân thể Cao Hộ Viện đang chạy trốn cũng đứng sững lại, mi tâm thoát ra một tia hàn mang lạnh lẽo. Phi đao, chính là lưu tinh phi trịch. Một đao xuyên qua não, xông thẳng ra phía trước tiêu diệt sinh cơ của đối phương. Phù, Mạc Cầu thở dốc một hơi, sau đó lại gần thi thể Cao Hộ Viện thu hồi phi đao lại. Đi thôi, hắn xoay người nhìn Tuân Lục, Tiểu Sở. Vừa lúc ta có biết một nhóm đội ngũ muốn rời khỏi nơi này để tiến về quận thành. Các ngươi hãy đi theo họ. Phải rồi, hắn đột nhiên vỗ tay lên trán, nhớ ra mình chưa lục soát thân thể đối phương. Phải xem trên người bọn hắn có đồ tốt gì không đã. Ở phía sau, Tuân Lục, Tiểu Sở hướng mắt nhìn nhau, bộ dạng ngây ngốc mãi vẫn chưa bình thường trở lại. Chương 62, manh mối. Màn đêm u ám. Sau khi ba người Mạc Cầu rời đi không lâu, có mấy bóng người xuất hiện tại con đường này. Người đi đầu lưng hùm vai gấu, mặt mũi dữ tợn dọa người. Nhưng trên người hắn lại mặc một bộ nho sam, ánh mắt xảo trá, thần thái không ăn khớp với thân hình khôi ngô của hắn. Người này chính là một trong năm đương đầu của Hắc Hổ Đường, Hoàng Khuê. Đầu lĩnh là hai vị hộ viện tiền, cao của Bạch gia. Một người lật dở thi thể xong ôm quyền nói. Cũng là một kích chí mạng, người hạ thủ có thực lực không yếu, chắc là tu vi đoán cốt. Ừ, Hoàng Khuê nhấc chân khều nhẹ cái đầu của Cao Hộ Viện, lại đảo qua vết thương trên mi tâm, ánh mắt khẽ nhếch lên. Ám khí, cao thủ ám khí trong thành không nhiều, người nổi danh nhất là Trương Hộ Viện của Liễu gia đã mất mạng rồi. Hắn suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra có ai phù hợp. Đầu lĩnh, người bên cạnh nhỏ giọng nói, liệu có phải người của Bạch gia đã phát hiện ra bọn hắn? Có lẽ vậy, Hoàng Khuê cười lạnh, dù phát hiện ra thì đã làm sao? Với thực lực của bọn chúng bây giờ, còn có thể khuấy nước lật thuyền sao? Vậy chúng ta vẫn cứ tiếp tục chứ? Tên thủ hạ mở miệng, đường chủ chỉ nói muốn chúng ta kích,
động đám hộ viện của Bạch Gia làm loạn để tiêu hao thực lực bọn chúng, cũng không nói chi tiết phải loạn đến đâu. Cứ làm tiếp là được. Hoàng Khuê chắp tay sau lưng, đi tới bên cạnh thi thể tiền hộ viện. Bạch Gia tích lũy không ít, lần này dù không tiêu diệt hẳn cũng phải làm cho bọn họ lao đao suy sụp, cảnh cáo đám người vẫn đang nhòm ngó vào Hắc Hổ Đường chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng nhân đây mà kiếm không ít chỗ tốt. A, à, nói tới đây hắn cau mày, thốt lên kinh ngạc. Có chuyện gì? Đám thủ hạ vội hỏi. Không có gì. Ánh mắt Hoàng Khuê lóe lên rồi không để ý đến thi thể tiền hộ viện nữa. Thi thể còn lại là ai? Hắn hỏi. Thưa, là thi thể một và giúp việc trong nhà họ Bạch. Đám thủ hạ trả lời. Hình như là người hầu hạ của lão Thái Thái. Chắc là chết trong tay cao hộ viện. Bạch Gia càng loạn, bọn hắn càng mừng, cũng không ngại làm chuyện đổ thêm dầu vào lửa. Có điều người ngoài sợ là không biết được. Đầu lĩnh. Lúc này có một người từ sau đi tới, cố nén vẻ hoảng hốt. Chúng ta phát hiện tên này trốn ở gần đây, lén lén lút lút, lại mang theo rất nhiều thứ. Nói xong, hắn vứt cái bao nặng trĩu ra trước mặt. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Người bị bắt đưa tới run lên. Sau khi thấy mấy thi thể đang nằm trên đất thì đầu gối mềm nhũn. Hắn quỳ xuống đất, khấu đầu liên tục. Tiểu nhân chỉ lạc đường vô tình đi qua thôi. Lạc đường sao? Hoàng Khuê cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ vào ba cỗ thi thể. Ngươi có biết bọn họ là ai không? Cái này, thân thể hắn cứng đờ, lắc đầu. Tiểu nhân không biết. Không biết. Hoàng Khuê hử khẽ, chắp tay sau lưng chậm rãi nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối. Mau nói sự thực, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi có biết hay không? Cái này, sắc mặt tên kia đã trắng bệch, run rẩy hồi lâu mới ngồi bệt xuống đất kêu khóc. Tiểu nhân quả thực không biết bọn hắn. Cái chết của bọn chúng không liên quan gì đến tiểu nhân. Xin đại nhân minh xét, ta không nói ngươi giết bọn chúng. Ngươi có muốn cũng không có khả năng ấy. Hoàng Khuê nhíu mày, có cảm giác không vui. Ngươi đem đầu đuôi sự tình nói hết ra cho ta. Cuối cùng ra sao, tự ta sẽ có phán đoán. Vâng, tên kia cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hắn liền kể. Tiểu nhân họ Lý, là mã phu trong nội viện của nhà họ Bạch, từng là người của phủ Đông An. Tối nay trong phủ có mấy người hẹn nhau gặp ở chỗ này. Một lát sau, Hoàng Khuê vừa dạo bước trong sân vừa nhíu mày. Như lời ngươi nói, Tuân Lục và Tiểu Sở không biết võ công. Không biết. Lý mã phu lắc đầu. Hai người họ năm ngoái vẫn còn là đám ăn mày, ăn bữa nay lo bữa mai, một chữ cũng không biết, nói gì đến chuyện tập võ. Hoàng Khuê đưa tay nâng cằm, vẻ mặt không hiểu. Thật lạ, trầm tư một lúc hắn mới hỏi. Ngươi khẳng định việc này chỉ có mấy người trong nhóm các ngươi biết. Vâng, Lý Mã Phu vừa đáp, lại như sực nhớ ra điều gì vội nói. Ta nhớ ra rồi. Nhớ cái gì? Hoàng Khuê vội hỏi. Lẽ ra việc này chỉ có mấy người chúng ta biết, nhưng Tuân Lục có bí mật kể cho một vị bằng hữu của hắn. Lý Mã Phu đáp, người kia là học đồ trong hiệu thuốc Thanh Nang, nghe nói y thuật rất tốt. Hắn ở tại nhà kho phía Bắc Thành, tên là Mạc gì đó. Hiệu thuốc Thanh Nang, hai mắt Hoàng Khuê sáng lên. Hắn hạ giọng lẩm bẩm, phân ảnh kiếm pháp, khó trách. Rất nhanh, trong đầu hắn hiện lên một ít manh mối, tên ăn mày, kiếm thương. Năm ngoái, Điền Hổ và Triệu Đại cũng bị giết bởi một loại kiếm pháp giống kiếm pháp vừa giết tên tiền hộ viện kia. Phân ảnh kiếm. Kiếm pháp này xuất kỳ bất ý, lấy yếu thắng mạnh. Rất có khả năng. Đại nhân. Lý Mã Phu thận trọng ngẩng đầu. Tiểu nhân đã nói tất cả rồi. Đại nhân, xin hãy tha cho tiểu nhân một mạng. Ta thấy ngươi không nói dối. Hoàng Khuê chớp mắt, nhìn bộ dạng đối phương xong đột nhiên cười lên một tiếng tàn nhẫn. Chết đi. Dứt lời, một ánh đao lướt qua cổ đối phương. Thủ cấp Lý Mã Phu rụng xuống. Mấy tên thủ hạ đứng cạnh toàn thân run lên, cúi đầu khom người không tên nào dám hó hé một tiếng. Thu thập thi thể. Hoàng Khuê liếm mép, đột nhiên tung chân đá một cước vào thi thể tiền hộ viện. Tên phế vật vô dụng. Việc này coi như xong, chúng ta về thôi. Đó. Đám thủ hạ đồng thanh hô lên, mấy người nhanh chóng bảo nhau thu thập thi thể. Nhưng không ai biết, một cước vừa rồi của Hoàng Khuê đã làm miệng vết thương trên người tiền hộ viện vỡ ra, không còn hiện rõ vết kiếm như lúc đầu nữa. Hoàng đường chủ, trong bóng tối, có người chạy tới. Có người của Bạch Mã Phỉ muốn gặp ngài. Ngài thu xếp thời gian chứ ạ?
Bạch Mã Phỉ. Hoàng Khuê ngẩng đầu, vẻ không vui. Muộn như vậy còn muốn gặp mặt. Ngươi báo lại, có thời gian ta sẽ qua. Rõ. Chờ cho đám thủ hạ đi cả, Hoàng Khuê mới nhếch miệng cười, cất bước đi về phía Bắc Thành. Kẹt, kẹt. Cánh cửa mở ra, quản sự của Liễu gia ngạc nhiên. Mà đại phu, sao ngài lại đến đây? Đêm khuya còn đến quấy rầy rồi. Mà cầu chắp tay thi lễ, giọng áy náy. Hắn chỉ hai người Tuân Lục, Tiểu Sở đằng sau nói. Đây là hai vị bằng hữu của ta, bọn họ cũng định đi khỏi thành này. Vừa lúc Liễu gia cũng chuẩn bị đi đến quận thành, không biết có thể cho họ đi nhờ cùng không. Việc này, Liễu quản sự hơi trầm tư rồi gật đầu. Thêm hai người cũng không sao, nhưng Mạc đại phu không cùng đi sao? Ta còn có việc chưa xử lý xong nên chưa đi được. Mạc Cầu lắc đầu. Tiếc quá. Liễu quản sự thở dài. Tiểu thư trước khi đi vẫn còn nhắc nhở chúng ta, nếu Mạc đại phu có ý định đi cùng thì nhất định phải đáp ứng. Liễu tiểu thư đã đi rồi ư? Mạc Cầu ngạc nhiên. Đi từ xế chiều hôm nay rồi. Văn Oanh còn gửi lại cho Mạc đại phu một phong thư, may mắn gặp ở đây ta sẽ đưa luôn cho ngài. Mạc đại phu yên tâm, sáng mai còn một nhóm người nữa cũng đi, hai vị bằng hữu của ngài sẽ đi cùng với họ. Tốt quá. Mạc Cầu gật đầu nhìn hai người Tuân Lục. Liễu tiểu thư là bằng hữu của ta. Các, ngươi đến quận thành rồi có thể tìm việc gì đó trong Liễu gia mà làm. Mạc ca, còn ngươi thì sao? Tuân Lục vội hỏi. Tiểu Sở đứng ở bên cạnh không nói, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Có ngạc nhiên, có thấp thỏm xen lẫn với cảm giác tin tưởng. Ta, Mạc Cầu trầm ngâm, có lẽ sau nửa năm một năm nữa cũng sẽ đi tới đó. Các bạn đang nghe chuyện Mạc Cầu tiên duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 63, đánh lén. Từ Liễu phủ đi ra đã là giờ Sửu, tức là 1 đến 3 giờ sáng. Khoảng thời gian này mọi người đều đang ngủ say. Thi thoảng có người đi tuần cũng là đi cho có, rất khó phát hiện ra nếu có người muốn ẩn nấp. Đứng trên đường dài, gió lạnh thổi tới làm tinh thần Mạc Cầu hơi chấn động. Cảm giác choáng choáng biến mất. Rượu, là do hắn vừa uống rượu ly biệt. Trên bàn rượu, Tuân Lục khóc như một đứa trẻ con, như sợ sau này không còn dịp mà gặp lại nhau nữa. Cũng có thể hắn đang hối hận. Hối hận không ở lại hiệu thuốc, hối hận vì khoảng cách giữa hắn và Mạc Cầu đã ngày một lớn, chẳng mấy sẽ thành người xa lạ. Tiểu Sở tuy là nữ nhưng cũng uống không ít, hai mắt ửng đỏ. Nàng không nói nên không biết trong đầu nàng có suy nghĩ ra sao. Uống đến lúc này thì hai người họ đã mê man rồi. Cũng may, việc ngày mai đã được Liễu quản sự an bài đâu vào đó, không cần bọn hắn phải lo lắng. Liễu Cẩn Tịch, Văn Oanh, Tuân Lục, Tiểu Sở, những người hắn quen đều lần lượt rời đi. Bản thân Mạc Cầu có lẽ cũng phải có kế hoạch cho riêng mình rồi. Vừa đi vừa nghĩ, thân ảnh hắn dần chìm vào trong màn đêm. Xem ra vẫn không thể uống nhiều rượu được. Rượu có nhẹ mấy uống mãi rồi cũng say. Hai gò má hơi ửng đỏ, chân bước có phần liêu xiêu, Mạc Cầu dựa vào vách tường thở mấy tiếng mới đẩy cửa bước vào trong nhà. Dưới bóng tối, cả nhà kho là một mảnh không gian yên tĩnh. Đầu óc còn đang mơ hồ nên hắn cũng không phát hiện ra được có điều gì bất thường. Hắn ung dung đi vào phòng mình, kẽo kẹt, cửa phòng mở ra. Phía sau cửa có một người đang đứng yên, nhìn thấy hắn liền duỗi tay lao tới, nhằm thẳng vào yết hầu của hắn. Thế tới rất nhanh, lực đạo hung mãnh nhưng không tạo ra tiếng động nào. Soạt, đúng lúc đó, hàn quang chợt hiện. Vầng sáng như sóng gợn trên mặt nước, dùng tốc độ kinh người đâm về sau lưng người kia. Yến Tử Phân Thủy. Sau khi bước vào cảnh giới đoán cốt, chiêu này của Mạc Cầu đã có tiến bộ. Hiện giờ một chiêu xuất ra đã tạo thành 8 kiếm ảnh, khoảng cách tới cực hạn cũng không còn xa nữa. Làm sao? Đinh! Tiếng va chạm vang lên du dương. Mạc Cầu biến sắc, cảm giác như sau lưng có một con mãnh hổ bạo khởi khiến hắn không thể không tiến về trước tránh né. Phân ảnh kiếm thật sắc bén, khó trách ngươi có thể giết chết hai người điền, hổ bọn họ. Âm thanh lạnh như băng vang lên, kèm theo đó là đao quang hung mãnh, uy thế dọa người như mãnh hổ hạ sơn, ngạo khiếu tứ, phương bổ nhào về phía Mạc Cầu làm hô hấp hắn trở nên ngưng trệ. Đao pháp này, đối phương đích thực là cao thủ. Dù không ngang hàng với quán chủ Tống phủ của võ quán Tụ Anh thì cũng là nhân vật nổi danh trong thành. Mắt thấy không thể né kịp,
Hắn đành cắn chặt răng, vung đoản kiếm liều mạng đón đỡ. Keng keng, keng. Tiếng va chạm liên tiếp vang lên, đao quang nối nhau không dứt làm Mạc Cầu liên tục phải thối lùi về sau. Phân ảnh kiếm quả thực không tệ, có thể tu luyện tới trình độ như ngươi cũng là hiếm có. Tiếc là kiếm pháp còn có thiếu sót. Ngươi tới vừa vùng đao chém, vừa nói. Nếu xuất kỳ bất ý là có khả năng đánh với người mạnh hơn. Nhưng một khi đối phương có phòng bị, thì đối thủ cùng giai đã dễ dàng đánh ngang với ngươi rồi. Buông tay. Đối phương quát lên một tiếng, trường đao theo thế tới toàn lực bộc phát đánh bay đoản kiếm trong tay Mạc Cầu. Đồng thời hắn lại gần, liên tục đánh ra năm trường. Trường kinh như từng mũi dùi sắc nhọn công thẳng vào nội tạng. Uỳnh. Thân thể Mạc Cầu run lên, cả người ngã bay ra đất, đập rầm rầm vào phía trên cái thùng gỗ. Uỳnh. Thùng gỗ vỡ tan. Từ trong đám hỗn độn, Mạc Cầu cựa mình, run rẩy, khóe miệng hắn trào máu tươi. Thật không ngờ, một tên học đồ nho nhỏ ở một cái hiệu thuốc mà lại có thực lực đoán cốt. Hoàng Khuê bước lại gần, cười lạnh. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta không thể nào tin được. Vừa nói chuyện, hắn vừa cúi người xuống lục lọi trên người Mạc Cầu, lấy ra rất nhiều thứ. Thất tinh bí tịch, túi tiền, phi đao, cả cái nỏ trong tay áo. Thời điểm nhìn thấy cái nỏ, Hoàng Khuê cũng giật mình, hai mắt co rút lại. Khá lắm. May là ta đánh lén, nếu không cẩn thận sợ rằng cả ta cũng sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi là ai? Mạc Cầu nằm dưới đất, khó khăn mới mở miệng nhìn hắn nói. Ta chưa từng thấy ngươi, chúng ta cũng không có oán thù gì. Vì sao ngươi đột nhiên tập kích ta? Ồ, hai hàng chân mày Hoàng Khuê khẽ nhích lên, kinh ngạc. Thể chất không tệ, nhanh như vậy đã khôi phục được. Nhưng ta khuyên ngươi chớ có dãy dụa. Ngũ hành trưởng của Hoàng Mỗ tấn công thẳng vào tạng phủ. Ngươi càng dãy dụa, thương thế bên trong cơ thể càng nghiêm trọng hơn. Mạc Cầu đờ người, ánh mắt lấp lóe. Hắn đúng là có bị nội thương tạng phủ, không thể không vận kinh đẩy máu huyết ứ động ra ngoài. Nhưng tuyệt đối không đến mức nghiêm trọng như lời đối phương. Hắn hiểu ra, nhờ có Thiên La Công và tấm gia thú vô danh kia. Hắn có hai tầng phòng ngự này, ngay cả cao thủ luyện tạng ra tay, sức mạnh cũng bị tiêu giảm đi đến một nửa. Người tới thực lực tuy có mạnh hơn hắn nhưng vẫn là cao thủ cùng giai, mức độ triệt tiêu của đòn đánh lên người hắn càng lớn. Khụ khụ, hắn cúi đầu ho nhẹ, rồi phun ra một búng máu, mượn động tác đó để che đi sát cơ trong mắt. Rốt cuộc các hạ là ai? Vì sao lại tấn công ta? À, Hoàng Khuê rất tin tưởng vào đòn đánh của mình, cũng không kiểm tra lại. Hắn tiện tay kéo cái ghế bên cạnh đến ngồi xuống. Ta tên là Hoàng Khuê, ngươi chắc đã nghe qua. Ngũ đương đầu của Hắc Hổ Đường. Mạc Cầu hơi kích động. Trước đây hắn đã nghĩ tới việc mình giết Lão Tam bị phát hiện ra, nhưng mấy ngày trước gặp Uông Lão Nhị, phản ứng của đối phương vẫn hết sức bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mà dẫu có biết, thì người tới cũng phải là Quách Tiêu hay Uông Lão Nhị. Còn tên Hoàng Khuê này tới đây làm gì? Không sai. Hoàng Khuê gật đầu. Còn như vì sao đánh ngươi ư? Thất phu vô tội, Mang Ngọc lại có tội. Chuyện này hẳn ngươi đã nghe qua chứ? Hai mắt Mạc Cầu do rụt lại, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Trên mặt bàn có hai cái dương, lúc này đều đã được mở ra. Nhưng sau khi quan sát, tinh thần hắn lại có chút buông lỏng. Cái này gọi là thỏ khôn đào ba hang. Để đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, Mạc Cầu đã đem tiền bạc của mình chia ra mấy nơi để giấu. Chỗ trên bàn kia chỉ là một phần mà thôi. Thời gian vừa rồi hắn mua trữ dược liệu rất nhiều để luyện chế đan dược, lượng vàng bạc ở đây cũng không có nhiều lắm. Rầm rầm, Hoàng Khuê phất tay nhìn qua số vàng bạc rồi lạnh nhạt nói. Ngươi có thể tích lũy được số vàng bạc này đúng là có ngoài dự kiến của ta. Nhưng hôm nay ta tới đây cũng không phải vì việc này. Ta tới vì khối thiết tinh kia. Thiết tinh? Mạc Cầu ngơ ngác. Đừng giả bộ hồ đồ. Hai mắt Hoàng Khuê nheo lại, hắn lạnh lùng nói. Năm ngoái ngươi giết hai người Điền, Hổ, từ trên người hai tên ấy lấy được một thứ đồ vật. A, Mạc Cầu ngây người, nhanh chóng lục lọi trong ký ức. Hắn nhớ ra cái đồ vật đen xì không thu hút chút nào. Vật đó gọi là thiết tinh. Ngươi nhớ lại rồi chứ? Hoàng Khuê đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng Mạc Cầu, âm thanh kích động. Nó đâu rồi? Nếu không muốn chết thì mau giao nó ra đây. Mạc Cầu chậm rãi đáp. Hoàng Đường Chủ, ta thực sự không biết vật kia là cái gì. Ta đã tiện tay ném nó đi rồi. Còn như ném ở chỗ nào thì phải suy nghĩ một chút đã.
Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, rồi lâm vào trầm tư. Chương 64, Tâm cơ. Thiết tinh, Mạc Cầu chỉ nhớ mang máng, vật kia to bằng bàn tay, màu đen như mực. Ngoài việc hơi nặng ra thì không có gì khác với những khối sắt thông thường. Lúc đó đúng là hắn tiện tay quăng ra, vất vào chỗ nào đó hiện giờ chưa nghĩ ra được. Có điều lúc này hắn cũng không thật sự tập trung vào việc nhớ xem đã vứt nó ở đâu. Dù có tìm thấy khối thiết tinh kia, Hoàng Khuê cũng không bỏ qua cho hắn. Chắc chắn đối phương sẽ nhổ cỏ tận gốc. Lần này hắn có qua được hay không cũng không phụ thuộc vào việc có tìm thấy khối thiết tinh kia hay không. Suy nghĩ vừa động, màn sáng trong thức hải hắn lóe lên. Hơn 100 khối tinh quang đang lấp lánh, đủ cho hắn lĩnh ngộ một ít công pháp để thắp lên hy vọng lật ngược tình thế. Thiên tự cửu đả, tống thị đao phổ, thất tinh bộ, từng môn công pháp hiện lên trong đầu hắn. Túi đựng phi đao đã bị lấy mất, hiện giờ chỉ còn một thanh phi đao giấu dưới đế, dày, nên thiên tử cửu đả bị hắn bỏ qua. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên tu luyện đao pháp, giờ cảm ngộ tống thị đao phổ hẳn sẽ mất không nhiều tinh quang. Nếu cảm ngộ đao pháp, nhất định là một thức kinh hàn nhất đao uy lực kinh người kia. Lúc ấy hẳn là có hy vọng đánh lén đối thủ thành công. Mi tâm Mạc Cầu nhảy lên, song hắn lại âm thầm lắc đầu. Không được. Không nói đến chuyện có thể lấy lại đao được hay không, dù hắn lĩnh ngộ đao pháp xong cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của tên họ Hoàng kia. Hoàng Khuê đã đạt tới cảnh giới đoán cốt đại thành, đao pháp không hề thua kém Tống Thị. Chính diện giao phong hắn gần như không có khả năng thắng. Nếu đã không thắng, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Cho nên, nhất định phải là thất tinh bộ. May mắn lúc trước ở Liễu Gia, Mạc Cầu đã xem qua cuốn sách này một lần. Hiện giờ hắn quyết định sẽ chọn nó. Tác dụng phụ là nó có thể kết hợp với đao pháp để tăng thêm uy lực. Vấn đề quan trọng hơn là một khi thông thạo thất tinh bộ rồi, dù không địch lại đối thủ hắn cũng có thể dựa vào bộ pháp để mà bỏ trốn. Không đến mức không có đường lùi. Xong chưa? Hoàng Khuê lên tiếng, vẻ đã mất kiên nhẫn. Ta có nhớ lại một chút. Mạc Cầu cúi đầu đáp, sắc mặt âm lãnh. Chờ thêm một chút nữa thôi. Cùng lúc ấy, màn sáng trong thức hải hiện ra từng dòng văn tự, không bao lâu sau đã in toàn bộ nội dung của thất tinh bộ lên đó. Soạt, tinh quang lấp lánh, đột nhiên hút toàn bộ màn sáng vào trong, hơn 100 khối tinh quang trở nên ảm đạm. Sau đó, bao nhiêu cảm ngộ về thất tinh bộ lần lượt hiện lên trong đầu Mạc Cầu. Suy nghĩ biến đổi, chân tay da thịt cũng biến đổi theo, dường như chỉ đặt chân xuống là có thể thuấn di vài bước rồi. Hô, hít sâu một hơi, Mạc Cầu từ từ mở hai mắt. Ta nhớ ra đã để nó ở một chỗ kín, giờ phải tìm đã. Nhanh lên, Hoàng Khuê sốt ruột dục, mau mang nó ra đây. Mạc Cầu không giấu được vẻ kinh ngạc. Khối thiết tinh kia là vật gì, có tác dụng gì mà đối phương lại vì nó mà thất thố như vậy? Hơn nữa hắn còn không thèm để ý đến vàng bạc trên bàn, chỉ muốn mình tìm ra nó. Hoàng đương đầu, Mạc Cầu hơi trầm tư nói, trời tối quá, chỗ kia càng kín đáo, có thể cho ta thắp đèn lên đi tìm không? Cái gì? Hoàng Khuê hơi giật mình, tự cười cười nói. Đương nhiên có thể, nhưng chỉ cần dùng một cái thôi. Nói xong, hắn chỉ vào ngọn đèn treo trên vách tường, Mạc Cầu hơi biến sắc. Hoàng đường chủ hiểu lầm rồi, ta không có ý gì khác. Có hay không đều giống nhau? Hoàng Khuê chắp tay sau lưng đáp. Ngươi là đại phu, giấu mấy thứ dược liệu cổ quái trên cơ thể thì ai mà biết được. Có đèn này ta càng yên tâm hơn. Cũng phải, Mạc Cầu lạnh nhạt nói. Nói xong hắn đứng dậy, châm lửa bước về phía góc phòng. Nơi này để rất nhiều dược liệu, lúc trước sắp xếp rất ngăn nắp, sau bị Hoàng Khuê lục soát giờ đã thành một đống hỗn loạn. Mạc Cầu không đổi sắc mặt, ngồi sống, cẩn thận tìm kiếm. Đồng thời hắn ngầm vận kinh lực, chậm rãi điều hòa khí huyết làm giảm thương thế. Ngũ hành quyền của Hoàng Khuê và hắc sát trưởng của Hà Gia có điểm giống nhau, đều có thể khiến kinh lực thẩm thấu qua da thịt làm tổn thương nội tạng bên trong cơ thể. May mà Mạc Cầu có mấy lớp bảo vệ cơ thể, tuy có bị thương nhưng bộc phát lực lượng trong thời gian ngắn thì không việc gì. Hô! Hắn hít thở mấy hơi, kinh lực trong thể nội vận chuyển đi tứ phương, tranh thủ đưa tình trạng bản thân lên đến đỉnh phong. Ngươi tìm được chưa? Hoàng Khuê bước tới gần, hỏi giọng kích động. Tiếng gọi cũng làm Mạc Cầu thanh tỉnh trở lại. Hắn chợt nghĩ đối phương có thể cũng chưa từng nhìn thấy khối thiết tinh kia bao giờ. Cùng lắm thì chỉ biết hình dáng đại khái mà thôi,
nếu không đã không hỏi như vậy. Đã thế, hai mắt hắn chớp động, bàn tay tìm kiếm có chút biến hóa, hình như thấy rồi. Hắn cầm một vật cứng màu đen giơ lên, rồi đứng dậy đưa cho đối phương. Hoàng đường chủ, ngươi xem có đúng nó không? Mau đưa đây. Hoàng Khuê chộp lấy, xem xét kỹ lưỡng một lúc. Hai hàng lông mày hắn nhíu lại. Thứ này là thiết tinh. Là nó. Mạc Cầu đưa tới gần ngọn đèn, nhỏ giọng nói. Vật này không phải là sắt cũng không phải là gỗ. Mặt ngoài còn có một tầng hoa văn, ngài nhìn kỹ xem. Ừm. Hoàng Khuê lại gần ngọn đèn, ánh mắt quan sát vẫn đầy hồ nghi. Đúng là hắn chưa trực tiếp nhìn thấy khối thiết tinh kia bao giờ, chỉ biết nó là thứ ở trong truyền thuyết mà vị tiên nhân kia muốn có mà thôi. Vật như vậy có một ít dị tượng thì cũng là đương nhiên. Hắn hạ bàn tay cầm vật rồi quan sát kỹ, đúng là bề mặt có một ít hoa văn khác thường. Càng tới gần, vật trong tay hắn càng phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, sau đó rõ dần lên. Ánh sáng này giống như lời Mạc Cầu nói, làm lộ ra một ít hoa văn. Thật đúng là... gì? Hắn còn chưa dứt lời, vật trong tay đột nhiên nở ra một chùm lửa đỏ, kèm thêm làn khói đậm đặc. Lửa và khói không quá nhiều nhưng vì khoảng cách gần quá nên ngay lập tức, hai mắt Hoàng Khuê giống như bị mù. Muốn chết? Chưa rõ nguyên nhân ra sao, hắn cảm giác như mình đang bị đối phương đùa nghịch. Sát cơ dâng lên, khí huyết sôi trào. Thân thể hắn khẽ động, trường đao bên hông chém thẳng về vị trí Mạc Cầu đang đứng. Tuy hắn không nhìn được nhưng nghe tiếng để định vị trí không phải là việc khó với hắn. Nhưng vào thời khắc đóa hoa lửa nở rộ thì Mạc Cầu cũng đã có hành động. Hắn không thừa thế phát động tấn công mà vọt lại góc tường, sau đó duỗi tay chụp vào trong một chỗ. Soạt, hàn mang vọt lên, một đao một kiếm đã nằm trong tay hắn. Tay cầm binh khí, trong lòng Mạc Cầu cũng có quyết định. Bất kể thế nào, hắn cũng dùng hết sức chống cự, xem cuối cùng thủ đoạn của ai mới hơn ai. Dám trêu đùa ta? Hoàng Khuê cắn răng gầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Hắc hổ đao mang theo sát khí nồng đậm nhào tới. Chết đi! Mạc Cầu cũng không vừa, quát khẽ. Xem kiếm! Theo tiếng quát, cánh tay, hắn lắc một cái, hộ hoa kiếm bay khỏi tay nhằm thẳng vào mắt Hoàng Khuê. Đồng thời thân mình hạ thấp xuống, chân đạp thất tinh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên hông đối phương bổ ra một đao. Keng! Hoàng Khuê chém ra một đao đánh bay hộ hoa kiếm, tiếp tục vọt về phía trước. Mạc Cầu vui mừng, trường đao đột nhiên tăng tốc. Hô! Hoàng Khuê đang lao vọt về phía trước bỗng đột nhiên quay người, vẻ mặt dữ tợn bổ tới một đao. Hắn sớm biết Mạc Cầu đã di chuyển sang bên cạnh. Hiện giờ đột ngột đổi hướng làm Mạc Cầu giật thót. Hắn muốn tránh đã không tránh kịp nữa. Phốc! Đèn! Nội giáp! Mạc Cầu trợn mắt, bảo y hộ thân. Hoàng Khuê càng kích động hơn. Tinh thần chấn động không làm lưỡi đao trong tay hai người chậm lại. Đao quang vẫn lăng lệ như cũ, liên tục nhằm vào yếu điểm của đối phương mà chém tới. Mạc Cầu chân đạp thất tinh bộ, thi triển minh tâm đao, long xà kình cũng điên cuồng trào ra, toàn lực đối phó. Hắn biết khói lửa vừa rồi chỉ có thể cầm chân đối phương thời gian vài hô hấp mà thôi, không thể giữ lâu được. Thời gian ngắn ngủi này là cơ hội để hắn lật ngược tình thế, không thể dễ dàng bỏ qua. Keng keng, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt. Đao thế như núi quấn chặt lấy Hoàng Khuê làm hắn di chuyển cực kỳ chật vật. Thấy đối phương thất thế, Mạc Cầu vội nghiêng người. Vụt, một ngọn khói trắng từ tay Hoàng Khuê bung ra kèm theo một mùi hương quái dị. Hèn hạ, ngươi dám hạ độc. Mạc Cầu cắn răng, hắn gầm lên. Đối phương rõ ràng là cố tình để dẫn dụ hắn lại gần, cho khói độc dễ dàng phát huy hiệu quả. Hạ độc thì đã là gì? À, Hoàng Khuê lộ vẻ mặt đắc ý, nhưng còn chưa dứt lời chân trái của hắn bỗng khuỵu xuống đất, hắn há miệng kêu thảm. Một thanh liễu diệp phi đao đã xuyên qua mắt cá chân hắn từ lúc nào? Ám tinh phi trịch, ám kiếm là ưu điểm của lưu tinh phi trịch, lợi ở ẩn nấp bất ngờ. Vừa rồi Mạc Cầu bất ngờ lấy ám khí từ chân, vô thanh vô tức phi xuyên qua chỗ yếu hại của đối phương. Ám khí, đúng vậy. Lúc này, hai người mang vẻ mặt tức giận cùng đối mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lao về phía mặt bàn ở bên cạnh. Trên đó có phi đao, có cả nỗ tiễn. Các bạn đang nghe chuyện Mạc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, Phản sát. Cảm giác tê dại tuy chưa rõ ràng,
nhưng cũng làm Mạc Cầu nâng cao cảnh giác. Dược vật bình thường, hiệu quả đến càng nhanh thì thời gian kéo dài sau đó càng ngắn. Nhưng ai có thể cam đoan dược vật mà Hoàng Khuê dùng có thuộc về loại này hay không? Nếu là một thứ độc dược chí mạng thì phải làm sao? Khả năng này khá nhỏ, nhưng cũng làm dấy lên trong lòng Mạc Cầu ý định muốn bỏ trốn thật xa. Hai mắt hắn co rút lại, sát ý lên đến đỉnh điểm. Chính là người sống thì ta chết. Hai người vọt nhanh đến chiếc bàn nhưng thân pháp không giống nhau. Mạc Cầu chân đạp thất tinh bộ, nửa người trên không nhúc nhích, còn nửa người dưới lại như trượt trên mặt băng. Loáng một cái đã tiến gần sát cái bàn. Mắt cá chân Hoàng Khuê bị thương, hắn cố nén đau, cắn răng gầm lên, thân thể như hồ vồ qua khe, mỗi bước chân phải vượt xa hơn một trượng. Mục tiêu của hắn là cái nỏ. Phi đao nếu không có pháp môn thì rơi vào trong tay cũng chỉ là thứ vô dụng, còn không bằng cái nỏ tuy nhỏ nhưng uy lực cường hãn. Biến đi! Vừa di chuyển hắn vừa vung đao, ý đồ chặn đường Mạc Cầu. Keng! Song đao va chạm, Mạc Cầu cảm thấy run lên. Dù sao hắn mới vừa tiến vào đoán cốt. Dù có long xà kình gia trì sức mạnh thì vẫn không thể bằng Hoàng Khuê đã đạt tới tu vi đoán cốt đại thành được. Nhưng lực đạo không đủ, công pháp cũng sẽ bổ sung bù lại phần nào. Thân thể hắn hơi chao đảo, kinh lực của đối phương theo chân chạy xuống dưới đất rồi tan mất. Thất tinh bộ liên hoàn bước ra, minh tâm đao thuận thế chém xuống. Bảy đạo đao quang cương mãnh không do dự chút nào. Đao quang mãnh liệt làm Hoàng Khuê cứng người, không thể không ngừng lại. Giống, trường đao trong tay hắn lắc mạnh, tạo thành tiếng hổ gầm. Đao phong mạnh mẽ chấn vỡ chén trà trên mặt bàn, cũng khiến đao quang Mạc Cầu xuất ra có phần rối loạn. Hoàng Khuê thừa cơ tiến sát, thân hình hạ thấp xuống như mãnh hổ rình mồi, lưỡi đao như lợi chảo hung hăng chém xuống. Hắn trưởng quản nội khố của Hắc Hổ Đường, ít khi cùng người khác giao thủ nhưng con đường và vị trí hiện tại của hắn cũng là từ chém giết mà đi lên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn xa Mạc Cầu. May cho Mạc Cầu là chân hắn đang bị thương khiến cơ thể di chuyển không được thoải mái như thường. Đao quang lấp lóe trong mắt Mạc Cầu, sát cơ tiến sát làm toàn thân hắn căng cứng, dược lực trong người khiến toàn thân Mạc Cầu run lên. Giờ phút này, Mạc Cầu phải đối mặt với đại địch trước nay chưa từng gặp phải, hắn tập trung tinh thần cao độ. Da mặt căng lên, khí tức trong thể nội tuôn trào như thủy triều, hai mắt như muốn phun ra tinh quang. Thân đi đao tới, đao quang xoay tròn giữa trời. Thất tinh bộ, long xà kình, minh tâm đao hòa làm một thể. Choang, song đao va chạm, tàn lửa nhảy múa. Đao thế còn chưa ngưng, hai người đã đồng thời phát lực, khuỷu tay và đầu gối hung hăng đánh về phía đối thủ. Uỳnh, keng, trong không gian nhỏ hẹp, hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời. Mỗi lần sáp lại gần là một lần vang lên những tiếng va chạm không dứt. Từ xa nhìn lại, dưới ánh đèn nhập nhoạng, hai người như hai con mãnh thú đang không ngừng lao vào nhau mà cắn xé. Bước chân mang theo lực đạo dậm xuống mặt đất, gạch lát theo nhau nứt ra. Uỳnh! Trường đao mang theo lực lượng mạnh mẽ chém vào mặt bàn làm nó vỡ vụn, đồ vật trên đó bay ra tứ tung bốn phía. Mạc Cầu ngửa người ra sau, vươn tay bắt lấy một vật. Ngay lập tức cánh tay lắc mạnh. Chính là túi đựng phi đao. Trên đó còn 8 lưỡi phi đao nữa. Hai mắt hắn ánh lên từng tia lạnh lẽo. Bàn tay khẽ vuốt cái túi đựng, từng chuôi phi đao theo nhau bắn ra. Hoàng Khuê cũng thừa cơ bắt lấy một vật, vẻ mặt vui mừng. Ngón tay hắn dụng lực bóp mạnh cái lẫy. Đồ vật trong tay hắn chính là cái nỏ. Răng rắc. Cơ quan của cái nỏ chuyển động, Mạc Cầu ở đối diện mặt không đổi sắc, thậm chí không thèm né tránh. Cánh tay hắn vung lên, một thanh phi đao đã rời khỏi tay. Thiên tự cửu đả thức thứ nhất, lưu tinh phi trịch. Phi đao như thoi đưa, lóe lên rồi biến mất. Sao có thể như vậy? Hoàng Khuê biến sắc, vội vàng né tránh, đồng thời liên tục bóp vào lẫy nỏ. Bạc bạc, vẫn không thấy động tĩnh gì. Trước mắt hắn lại có hai thanh phi đao đang bắn tới. Trong đó có một thanh vô tức, lạnh lẽo âm hiểm hơn hẳn. Soạt. Chỉ trong gang tấc, dù Hoàng Khuê phản ứng rất nhanh cũng bị một thanh phi đao sượt qua đầu vai. Hự, hắn rên lên một tiếng, vừa gào vừa điên cuồng bóp cái lẫy nỏ. Soạt, lần này, có 3 mũi tên liên tiếp bắn ra. Chỉ là tình thế cấp bách, hắn không thể nhắm chuẩn mục tiêu, không có mũi tên nào đi trúng đích ngắm. Ngược lại với hắn, 3 thanh phi đao Mạc Cầu bắn ra có một thanh đâm sâu vào đùi Hoàng Khuê. Máu tươi chảy ra thành dòng. Cái nỏ kia đã từng bị tàn phá, chốt lẫy trục trặc.
Mấy lần đầu không thể bắn tên ra được, nếu không như vậy thì sao ta có thể tùy tiện để cho ngươi lấy được nó chứ? Mạc Cầu cười lạnh, phi đao trong tay liên tục xuất ra, nhắm vào các chỗ yếu hại trên thân đối phương. Chỉ có 3 mũi tên cũng đã bị ngươi lãng phí mất rồi. Tên họ Hoàng kia, hôm nay là ngày chết của ngươi. Phốc! Một thanh phi đao đâm vào cánh tay Hoàng Khuê làm thân thể hắn bật ngửa ra sau. Hắn không nhịn được gào lên. Hôm nay, lão tử có chết cũng phải kéo ngươi theo cùng. Lúc này hắn đã trúng mấy phi đao, toàn thân chảy máu. Miệng vết thương run lên thâm tím, chứng tỏ trong lưỡi đao có độc. Trong lòng hắn nổi lên cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng xen lẫn với không cam lòng. Đối phương chỉ là một tên học đồ nho nhỏ trong một hiệu thuốc mà thôi. Hơn nữa còn bị mình đánh lén như vậy, sao có thể? À, Hoàng Khuê gầm lên một tiếng, hắn để mặc phi đao lao vào thân thể vẫn lao về phía Mạc Cầu. Chết đi! Hắn giơ tay lên, trường đao quét ngang mà tới. Hổ sát đao có chiêu thức không quá hoa mỹ nhưng từng chiêu đều vô cùng uy mãnh. Chân hắn dậm xuống, cả người thuận thế lao theo khiến trường đao đã nặng càng thêm nặng tựa ngàn cân. Nhất là đối mặt với đối thủ vốn có khí lực thua kém mình, hắn càng chiếm thế áp đảo. Hai mắt Mạc Cầu co rụt lại, thân hình di chuyển nhanh như điện. Trong tích tắc, trường đao trong tay hắn múa lên như rồng cuộn. Thất tinh bộ. Minh tâm đao được long xà kình gia trì, đao quang hung hiểm 10 phần quyết ngạnh kháng đối phương. Toàn thân hai người đẫm máu, lại bị trúng độc nên thực lực bị hạn chế ít nhiều. Nhưng chính vì thế mà tình hình chiến đấu càng thêm hung hiểm khó đoán. Uỳnh uỳnh, soạt, thân ảnh hai người vừa giao vào nhau đã đột ngột dừng lại. Khóe miệng Mạc Cầu, trào máu tươi, ngũ tạng như có nước sôi tưới vào. Vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, vặn vẹo. Thân thể Hoàng Khuê thì lay động, hai chân run rẩy, chậm rãi xoay người lại nhìn Mạc Cầu chằm chằm, ánh mắt toát lên vẻ không cam lòng. Ngươi, phốc, cổ họng hắn vỡ tung, máu tươi phun như suối. Cả người hắn lảo đảo rồi đổ dầm xuống đất. Hắn chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng. Mạc Cầu cầm đao trên tay, thật lâu sau mới định thần lại, thấp giọng nói. Ta không thể ở lại nơi này nữa rồi. Đúng như vừa nãy hắn nghĩ. Chất độc Hoàng Khuê dùng không phải thứ độc chí mạng. Độ một canh giờ sau thì ảnh hưởng của nó tới thân thể Mạc Cầu dần dần giảm đi. Hắn cảm thấy yên tâm hơn. Đất trời miên man. Một đêm không ngủ, khuôn mặt Mạc Cầu vẫn còn trắng bệch. Hắn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Mạc đại phu, có người tới tìm ngài. Đúng lúc ấy, ngoài phòng vang lên tiếng người gọi. Xem ra thuốc mê tối qua Hoàng Khuê dùng để chuốc cho mấy người này đã hết tác dụng. Sợ là bọn hắn còn không biết mình đã từng bị người ta hạ thuốc như thế. Là ai? Mạc Cầu cất giọng hỏi, bàn tay đã đặt lên thanh trường đao ở bên cạnh. Là ta. Âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Mạc đại phu, đã lâu không gặp, Quách mỗ tới để bái phỏng. Người bên ngoài chính là Quách Tiêu, khuôn mặt Mạc Cầu trắng bệch. Hắn đảo mắt qua góc phòng, nơi có một cái thi thể đang được tấm vải che lại, lặng lẽ nắm chặt trường đao. Chương 66, mời. Sao hắn tới nhanh như vậy? Trong phòng, Mạc Cầu tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm, toàn thân căng ra tìm kiếm phương hướng có thể trốn đi. Nếu thân thể hắn bình thường, không bị thương gì, hắn tin là dù không thắng được Quách Tiêu thì cũng có thể dễ dàng đào tẩu. Nhưng hiện giờ, trước khi chết, Hoàng Khuê đã phản công kịch liệt làm hắn bị thương đến tạng phủ, thực lực bản thân giờ có thể phát huy được không tới 3 phần. Đừng nói là Quách Tiêu, một tên luyện gia bình thường cũng có thể khiến hắn ngã xuống. Mà đại phu, có thể ra ngoài không? Bên ngoài truyền tới âm thanh của Quách Tiêu. Là do Quách mỗ nôn nóng nên không để ý tới thời gian. Chân mày Mạc Cầu khẽ nhếch lên. Theo giọng điệu của đối phương, hình như hắn không có ác ý. Ngược lại, còn có cảm giác hắn muốn tỏ ra gần gũi thì phải. Chẳng lẽ hắn không biết đêm qua Hoàng Khuê đã tới đây? Mạc đại phu. Thấy trong phòng không có tiếng đáp trả lời, Quách Tiêu bước tới trước 2 bước, hơi lớn giọng. Ta đây. Mạc Cầu vội đáp, sắp xếp chút đồ trên bàn rồi trấn tĩnh lại. Quách tráng sĩ chờ một chút, ta ra ngay. Sửa sang lại quần áo, nhìn lại thanh đao trong tay, hắn lặng lẽ để nó ở phía sau cánh cửa, chỗ mà hắn có thể thuận tiện lấy ra sau đó mới từ từ mở cửa phòng. Ngoài phòng có 3 người đang đứng. Một trong 3 người đang chắp tay sau lưng, mặc nho sam là Quách Tiêu. 2 người khác đứng phía sau thả tay,
bộ dáng cung kính chắc là thủ hạ của hắn. Gương mặt Quách Tiêu hiện giờ hồng hào, khác hoàn toàn với lúc còn làm đạo phỉ bên ngoài thành. Ra ngoài là có người tháp tùng, khí thế không khác gì mấy nhà phú hộ trong thành. Mạc Cầu nhìn kỹ đối phương, thấy hắn cười nhạt, vẻ thân thiện không có ác ý. Quách tráng sĩ. Hắn bước tới trước, chắp tay nói, không biết ngươi tìm ta sớm như vậy là có việc gì. Ha ha, Quách Tiêu cười lên sang sảng. Mà đại phu, hôm nay Quách mỗ tới đây theo lời của tam đương đầu Hắc Hổ Đường, mời ngươi tới xem bệnh. Đây chính là việc vui mừng đấy, đến xem bệnh ở Hắc Hổ Đường. Mạc Cầu sững người, vì sao vậy? Còn có thể vì sao nữa? Quách Tiêu giơ tay lên. Mà đại phu có y thuật cao minh, tam đường chủ có tầm mắt rất cao, không đành lòng để lãng phí một viên ngọc sáng như thế. Mạc Cầu nghe xong thì kinh ngạc, ánh mắt càng quỷ dị. Trước đó không lâu, ngũ đường chủ của bọn hắn còn đích thân đến đây ám sát ta, giờ tam đường chủ lại mời ta đến xem bệnh là thế quái nào. Tuy vậy, nhìn thần thái của Quách Tiêu thì xem chừng không phải là hắn đang giả bộ. Việc này, hắn mở miệng đáp, việc này đột ngột quá. Ta chỉ là một tên học đồ ở hiệu thuốc thôi, có tài đức gì mà. Ai? Quách Tiêu phất tay ngắt ngang lời hắn. Mạc đại phu chớ khiêm tốn. Y thuật của ngươi người khác có thể không biết, Quách mỗ ta chẳng lẽ cũng không biết hay sao? Nhị đệ ta nhờ các hạ ra tay mới giữ được mạng sống, ơn này ta mãi không quên. Tam đệ của ngươi bị ta giết, ngươi mà biết tin ấy thì liệu còn cái ân tình này không đây? Mạc Cầu nhủ thầm trong lòng. Hắn ra vẻ khó nghĩ. Việc này đột ngột quá, có thể cho ta suy nghĩ một chút được không? Dù sao tại hạ vẫn là người của hiệu thuốc Thanh Nang. Việc này còn phải nghĩ sao? Quách Tiêu nhíu mày. Lấy y thuật của ngươi, chỉ làm một tên học đồ nho nhỏ thì thật lãng phí. Ta thấy mấy người ở hiệu thuốc thật có mắt như mù rồi. Quách tráng sĩ nói thế, chứ toàn bộ y thuật của ta đều từ hiệu thuốc mà ra, sao có thể nói đi là đi? Mạc Cầu cười lớn. Xin chờ ta thỉnh cầu ý kiến của tần sư phó rồi sẽ báo lại. Hắn rõ ràng không muốn có quan hệ gì với Hắc Hổ Đường mà chỉ muốn được nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không biết người của Liễu gia đã rời đi chưa? Mà đại phu tôn sư trọng đạo như thế, khiến người khác bội phục. Quách Tiêu không biết suy nghĩ trong lòng hắn, vẫn làm ra vẻ khâm phục gật đầu. Tuy nhiên hiện tại ngươi chỉ là học đồ, còn chưa chính thức bái sư. Nếu có chí riêng thì ngay cả phụ mẫu cũng không thể cưỡng cầu, huống chi là một tên sư phó còn chưa từng là thầy chính thức. Cái này, Mạc Cầu làm bộ chần chừ. Hắn làm ra vẻ xoắn xuýt, kỳ thực là đang nghĩ cách đuổi đối phương nhanh chóng rời đi mà thôi. Đúng rồi, hai tay Quách Tiêu vỗ nhẹ, mau dâng đổ lên. Dứt lời, hai người phía sau tiến lên phía trước, từ trong tay áo lấy ra một vật. Người bên phải nắm trong tay một quyển sách, người bên trái nâng lên một cái hộp gỗ, mở hộp ra bên trong là rất nhiều những đồng tiền lớn mới tinh được sắp xếp chỉnh tề. Số lượng tiền phải đến 2-3 ngàn đồng, nhưng đối với Mạc Cầu lúc này, từng ấy ấy tiền bạc hắn không để vào mắt. Biết Mạc đại phu thích võ nghệ, tam đương đầu đặc biệt đưa tới pháp môn băng sơn trưởng này, không tính vào tiền công, chắc sẽ có lúc hữu dụng. Quách Tiêu cầm thư tịch lên, vỗ vỗ nhẹ trong lòng bàn tay. Còn chút bạc này thể hiện thành ý, xin Mạc đại phu đừng từ chối. Cái này, làm như vậy không được. Mạc Cầu vội vàng khoát tay. Cái này là vô công bất thụ lộc. Những thứ này ta không thể nhận, tam đường chủ quá khách khí rồi. Tại sao không thể nhận? Quách Tiêu sầm mặt. Mạc đại phu 5-7 lần từ chối, như thế là chẳng nể mặt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không để Hắc Hổ Đường chúng ta vào mắt? Không, không phải. Ta làm sao dám thế? Mạc Cầu cười khổ. Vậy là tốt rồi. Quách Tiêu gật đầu, vung tay lên. Các ngươi mang đồ để vào trong phòng Mạc đại phu. Vâng. Hai tên thủ hạ phía sau đáp, đang muốn bước tới thì Mạc Cầu vội ngăn lại. Để ta tới lấy là được. Hắn nhanh chóng cầm lấy đồ trên tay đối phương. Cuốn thư tịch không tính là gì, nhưng hộp đựng tiền thì khá nặng. Hắn vừa đỡ lấy nó, thương tích trong người chưa hồi phục làm sắc mặt hắn tái nhợt. Nhìn thấy vậy, Quách Tiêu không khỏi cau mày, khẽ lắc đầu. Vị Mạc đại phu này y thuật không tệ, nhưng thể chất yếu quá, muốn tập võ sợ cũng không thu được thành quả gì. Mạc Cầu không biết suy nghĩ trong lòng đối phương, hắn cản hai tên thủ hạ lại rồi tự mình mang đồ vào cất. Quách tráng sĩ còn có việc gì nữa không? Hả? Quách Tiêu nhíu mày. Ta có việc này thôi. Vâng,
Mạc Cầu bình tĩnh lại. Có thể đến Hắc Hổ Đường thăm bệnh là việc người khác cầu còn không được, huống gì là ta. Chỉ là, ở hiệu thuốc ta còn có việc làm dở chưa xong. Cho nên, Quách Tráng Sĩ có thể thư thả cho ta chút thời gian được không? Rồi ta sẽ đi sau. Không thành vấn đề. Quách Tiêu cười to. Nếu Tần sư phó không đồng ý, mà đại phu có thể nói tên Quách Mỗ ra, ta không tin Hắc Hổ Đường ta không kéo được ngươi đi. Nói xong, hắn tiến lên vỗ vỗ vào bờ vai Mạc Cầu. Sau này chúng ta sẽ thành người một nhà, có chuyện gì Mạc đại phu cứ nói. Giờ chúng ta cùng đi Vọng Giang lâu. Bây giờ ư? Mạc Cầu cười gượng. Bây giờ là sáng sớm, không tiện lắm đâu. Hắn đáp ứng đối phương cũng là để giải quyết tình huống ngay lúc này cho đối phương mau rời đi mà thôi. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao có thể trốn được, làm gì có thời gian mà đi hội hè với đối phương. Không sao. Quách Tiêu cười cười. Mà đại phu không biết chứ, Vọng Giang lâu giờ đã là sản nghiệp của Hắc Hổ Đường rồi. Quách Mỗ chính là quản lý ở đó. Lúc nào ngươi đến đó cũng có sẵn đồ ngon rượu quý. Còn chần chừ gì nữa. Đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện Mạc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 67, ứng sai. Trên đường dài khá, vắng bóng người qua lại. Một bông tuyết chậm rãi bay xuống dễ khiến người ta dừng chân cảm khái. Tuyết rơi rồi. Từ trong quán rượu đi ra, Mạc Cầu đưa tay đón lấy bông tuyết, ánh mắt phức tạp. Lúc này người của Liễu gia đã đi xa rồi. Hắn muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Hiện giờ là mùa đông giá rét. Một mình đi xa, lại không quen thuộc đường xá sẽ rất gian nan. Nếu không phải việc bất khả, hắn không muốn mạo hiểm. Hiện giờ hắn lại đang bị thương, cần thời gian để tĩnh dưỡng. Thân thể hắn run lên, suy nghĩ trong đầu cũng biến động liên tục. Đúng vậy à, Quách Tiêu người đầy mùi rượu vươn tay thư giãn. Hắn cười nhạt, năm nay nhất định sẽ được mùa đây. Được mùa. Mạc Cầu đưa mắt nhìn người đi đường, chậm rãi lắc đầu. Sợ là chưa chắc, đạo phỉ vào thành quấy phá, bách tính gặp nạn rất nhiều. Việc này có thể làm cho nông dân được mùa ư. Mạc đại phu không biết đấy thôi. Quách Tiêu lại gần, vừa đi vừa nói. Tới gần mùa đông, tình cảnh bên ngoài thành càng thêm khắc nghiệt. Cho nên đây là thời điểm đạo phỉ thường hay quấy phá ngang ngược nhất. Gặp thương đội dẫu có hộ vệ áp tải, vì đói bụng, bọn chúng thường bắt buộc phải mạo hiểm. Những thôn trại ngoài kia có khác gì miếng thịt mỡ béo ngậy. Quách Tiêu đã từng dẫn huynh đệ xông pha ở ngoài, hắn rất hiểu hoàn cảnh của đám đạo phỉ ngoài thành. Lúc này hắn chậm rãi nói, năm nay lại khác. Vừa rồi vào thành vơ vét một phen, bọn hắn đủ ăn đủ mặc sẽ không phí sức đi quấy phá mùa màng. Thì ra là như vậy, Mạc Cầu giật mình. Nhưng cái gọi là mùa màng bội thu này cũng chỉ đúng với những nhà giàu sang mà thôi. Người bình thường vẫn là gian nan nhất, tuy nói vậy nhưng sang năm thì lại chưa chắc. Quách Tiêu chắp tay sau lưng, bộ dáng như nho sinh đang chỉ dạy cho học trò. Theo ta được biết, mấy nhóm đạo phỉ ngoài thành đã bị Bạch Mã phỉ thống nhất cả rồi. Sau này đám thương gia trong thành muốn ra ngoài làm ăn, nhất định phải làm việc với Bạch Mã phỉ. Không có bọn hắn chống lưng, làm ăn sẽ ngày một khó. Đang lúc nói chuyện, hắn nghiêng đầu ra chiều hiện nay chỗ dựa lớn nhất trong thành tất nhiên là Hắc Hổ Đường. Bạch Mã phỉ, Mạc Cầu không để ý đến thái độ của đối phương. Hắn cau mày nói, đạo phỉ vào thành tàn sát bách tính thật là đại sự. Triều đình cứ mặc kệ thế sao? Điều này hắn vẫn luôn tự hỏi, đến giờ mới có người để nói trực tiếp. Đạo phỉ vào thành, Quách Tiêu bật cười. Chuyện như thế ngươi biết, ta biết, dân chúng trong thành biết rõ nhưng người của triều đình sẽ không ai biết. Vậy là sao? Mạc Cầu dừng bước, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc. Huyện nha không đem chuyện này báo cáo lên trên sao? Tại sao phải báo? Quách Tiêu nhún vai. Mà đại phu không biết chứ, để thành thất thủ là phải tội chém đầu. Mà không chỉ có một tên thành chủ, những người liên quan cũng phải chịu trách nhiệm. Lừa trên gạt dưới vốn là sở trường của bọn chúng. Huống hồ, hắn hừ nhẹ một tiếng. Hiện nay toàn bộ Thái Châu đều không yên ổn. Có báo lên cũng vô dụng thôi. Mạc Cầu kinh ngạc. Hắn im lặng lắc đầu. Trước kia hắn quá mức ngây thơ. Thế đạo rối ren này vượt qua những gì hắn có thể tưởng tượng. Mà đại phu, Tam Đương Đầu rất thành tâm mời ngươi. Quách Tiêu chuyển chủ đề. Tam Đương Đầu đã luyện thành nội khí, trong khi đường chủ tuổi già sức yếu,
vị trí đường chủ chính thức rồi sẽ thuộc về hắn. Chỉ cần ngươi ở trong đường lập được công lao, nước lên thì thuyền lên, sau này tất trở thành trụ cột của Hắc Hổ Đường. Nói xong, hắn hạ thấp giọng, ngay cả việc thay thế Mục lão kia cũng không phải không có khả năng. Mục lão là khách khanh ở Hắc Hổ Đường, tuy thanh danh không nổi nhưng y đạo tinh thông, rất am hiểu về dụng độc. Mạc Cầu ra chiều suy nghĩ rồi hắn chậm rãi gật đầu. Nói tới đây, Quách Tiêu cũng không tiếp tục nữa. Hắn chắp tay cáo từ, ta chờ tin tốt của ngươi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, cho tới lúc khuất bóng, Mạc Cầu vội vàng lao đến Liễu Phủ. Hắn đã giết chết Ngũ Đường chủ, chuyện này mà lộ ra thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Có thể trốn, hắn tất nhiên sẽ trốn đi thật xa. Nhưng tiếc là khi hắn chạy đến Liễu Phủ, nơi này đã trở thành vườn không nhà trống, ngay cả bảng hiệu cũng được thay đổi. Rơi vào bước đường cùng, hắn buộc phải có tính toán khác. Đầu tiên, hắn xử lý cái thi thể của Hoàng Khuê, sau đó tìm một nơi ẩn náu cho chính mình, chờ xem mọi việc biến đổi ra sao. Mấy ngày sau, quả thực không có động tĩnh gì. Tại một góc tối gần Hắc Hổ Đường, Mạc Cầu đưa tay vào đầu, vẻ không hiểu. Chẳng lẽ không ai biết Hoàng Khuê ra ngoài làm gì? Hắn trầm tư mất một lúc, hai mắt ngưng trọng rồi chậm rãi đi tới chỗ đã ước hẹn với Uông Lão Nhị từ trước. Có phải hay không, phải thử mới biết được. Hiệu thuốc Thanh Nàng. Tình hình giống như mọi năm, cứ vào đông là sẽ có nhiều bệnh nhân đến khám. Nhất là những người già yếu, mỗi một mùa đông là một lần hạn kiếp của họ. Việc kinh doanh của hiệu thuốc vì thế cũng tốt hơn. Chỉ là từ lúc Hứa Lão hôn mê, sau khi tỉnh lại không còn minh mẫn như trước. Không khí những ngày đầu ở hiệu thuốc không giống với trước kia. Tần sư phó cả ngày âm trầm, ngay cả người gần gũi nhất bên cạnh hắn cũng không dám thở mạnh. Trong đại sảnh ở hậu viện, cha, Tần Thanh Dung bước qua cửa, khuôn mặt vui vẻ dẫn theo một người. Cha nhìn xem, ai đến này? Mạc Cầu mặc áo xám đi phía sau, hướng về phía Tần sư phó chắp tay thi lễ. Mạc Cầu bái kiến Tần sư phó. Là ngươi? Tần sư phó ngẩng đầu, vẻ lo lắng trên khuôn mặt có hơi giãn ra. Hắn nhìn Mạc Cầu khẽ gật đầu. Sao hôm nay ngươi lại sang bên này? Việc ở nhà kho đã làm xong rồi ư? Cha, Tần Thanh Dung chớp chớp mắt nói. Nhà kho có việc gì, một mình Tề sư huynh an bài là được. Bây giờ lại còn thêm Lôi Động nữa. Nói đến Lôi Động, nàng không nhịn được, hai hàng mi thanh tú khẽ nhăn lại. Nàng không có thành kiến lớn với Lôi Động. Hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, còn có lúc qua lại lẫn nhau. Nhưng, Tần sư phó và Lôi sư phó có mâu thuẫn lớn, sự khó tránh khỏi để lại cho đời sau. Thời gian này có người còn có ý hợp tác cho nàng và Lôi Động càng làm nàng không muốn nhắc tới con người này. Cha, hít sâu một hơi, Tần Thanh Dung nói tiếp. Hiệu thuốc hiện giờ thiếu người, Mạc sư đệ có thiên phú về y thuật, để hắn ở nhà kho thật là lãng phí. Lúc trước cha nói muốn thử thách hắn nên để hắn đến nhà kho. Mạc sư đệ ở đó lâu như vậy rồi, hẳn phải thông qua khảo nghiệm rồi chứ. Ừm, Tần sư phó khẽ vuốt chòm râu, lộ vẻ trầm tư. Việc này không phải là không thể được. Ngược lại, đối phương còn rất phù hợp với công việc ở đây là khác. Việc này, thấy Tần sư phó có vẻ suy nghĩ, Mạc Cầu không nhịn được lên tiếng. Hôm nay ta đến thật ra không phải vì việc này. Ta tới là để chào từ biệt. Cái gì? À, hai người sững sờ. Sắc mặt Tần sư phó chợt trầm xuống. Tần Thanh Dung thở dài một hơi rồi mới hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Hắc Hổ Đường. Mạc Cầu đáp. Ta có quen một người trong Hắc Hổ Đường. Hắn mời ta qua đó xem bệnh. Xem bệnh. Tần sư phó ngạc nhiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt không khỏi xem thường nhưng cũng không nói lời châm chọc gì thêm mà chỉ lạnh lùng bảo. Mỗi người đều có chí riêng, tùy ngươi. Mạc Cầu, liệu có ổn không? Tần Thanh Dung có cảm giác không an lòng. Hay là ngươi cứ đi theo cha ta học nghề vài năm, chờ có thêm kinh nghiệm phong phú rồi ra ngoài cũng không muộn. Học thêm mấy năm ư? Mạc Cầu lắc đầu. Học đồ không dễ làm như thế. 3 năm lại 3 năm, ai biết lúc nào mới chấm dứt. Sư tỷ yên tâm, ta tuy ngồi xem bệnh ở Hắc Hổ Đường nhưng vẫn qua lại với hiệu thuốc Thanh Nang ở bên này. Sau này còn có thể học hỏi thêm. Chương 68, yên ổn. Hắc Hổ Đường, đường chủ Trung Sơn ngồi ngay ngắn ở chính giữa, sắc mặt nghiêm nghị không giận mà uy. Nhìn hắn như một con mãnh hổ độc chiếm một ngọn núi, vẫn không có tin tức gì sao.
Âm thanh vang lên giữa không khí ngột ngạt, những người có mặt thi nhau cúi đầu xuống. Bẩm đường chủ, tạm thời vẫn không có. Nhị đương đầu Tử Diện Sư Dương Hồng chắp tay đáp. Nhưng đêm ấy thiết lang của Bạch Mã Phỉ từng xuất hiện trong thành, lại sai người báo tin đến Hoàng Khuê. Bạch Mã Phỉ, hai mắt Trung Sơn co rút lại, nhìn về phía một tên thủ hạ. Bọn hắn nói gì? Tứ đương đầu Xích Luyện Xà Yêu Phùng Di có khuôn mặt kiều diễm, thân thể thướt tha, trời đã lạnh mà vẫn chỉ mặc một tấm áo mỏng ngoài thân. Bước đi của nàng nhẹ nhàng, chân gọn thon thả, làn da mịn màng khiến người ta say đắm. Đôi mắt nàng khẽ liếc, trong nét kiều mị có ẩn hàm sát ý. Bọn hắn không thừa nhận. Nói rằng chưa bao giờ gặp ngũ đương đầu, tên thiết lang còn tức giận mắng ngược chúng ta. Hừ, sắc mặt Trung Vân Triệu trở nên lạnh lùng. Theo ta thấy, việc này nhất định có liên quan đến bọn chúng. Chi bằng để ta mang người đến cho chúng một bài học. Sau trận chiến với Hỗn Nguyên Thiết Thủ Sử Tiêu, thanh danh hắn ngày một lớn, thực lực cũng thuộc về top đầu. Dù là cao thủ hậu thiên, một đối một hắn cũng không sợ. Không được. Trung Sơn tuy âm trầm nhưng vẫn phất tay ngăn đám thuộc hạ bàn tán xôn xao lại. Chúng ta vừa chiến đấu với phái tứ phương, thế cục trong thành còn chưa thật vững, trong thời gian ngắn tới không nên để phát sinh việc như vậy là hơn. Nhưng thưa đường chủ, bọn chúng chưa chắc đã bỏ qua cho chúng ta, Tử Diện Sư Dương Hồng bước lên nói. Bạch Mã Phỉ kiểm soát chặt chẽ đường ra ngoài thành, cưỡng chế thu lộ phí. Chúng ta bị gò bó ở trong thành, sớm muộn cũng xảy ra một trận chiến với bọn chúng. Đúng vậy, Trung Vân Triệu gật đầu, đám người trong nha môn không thể dựa vào, cả lũ đều là rùa rụt đầu cả. Xích Luyện Xà Yêu Phùng Di cũng nói thêm, nếu muốn đi qua đi bàn của bọn chúng đều phải giao nộp ít nhất một thành lợi tức. Bạch Mã Phỉ quả thực quá tham lam, dù có như thế, muốn động thủ cũng chưa thể làm ở thời điểm này được. Trung Sơn mặt không đổi sắc, nói chậm rãi, thời tiết đã chuyển lạnh, lại gần tới cuối năm, chúng ta làm lớn chuyện cũng không hay. Huống hồ bọn hắn không giống Bạch Mã Phỉ. Sau khi thu nạp Độc Lang Đạo, thực lực của Bạch Mã Phỉ đã tăng lên nhiều. Năm vị đương đầu của Hắc Hổ Đường vừa mới chiến đấu với phái tứ phương, ngũ đương đầu hiện giờ không biết ở đâu, thực lực đã suy yếu. Lần này chiếm được không ít địa bàn, nhưng chuyển hóa nó thành thực lực còn cần nhiều thời gian. Lấy lại bình tĩnh, Trung Sơn quay ra hỏi, gần đây có bao nhiêu người gia nhập chúng ta? Bẩm đường chủ, Dương Hồng quản lý chuyện này, hắn đứng ra đáp. Tháng gần nhất có gần 100 người gia nhập, có một ít hảo thủ từ ngoài thành. Trong đó có Liêu Thị Tam Hùng, Phong Vũ Song Tiên thực lực không yếu, có thêm mấy vị có tu vi đoán cốt. Đúng rồi, nói đến đây, hắn cười nhạt nhìn về phía Trung Vân Triệu. Tam đương đầu nhân thủ trong tay không nhiều, nhưng ai nấy đều tinh nhuệ, thật khiến người ta hâm mộ. Trung Vân Triệu sớm muộn cũng sẽ lên quản lý cả Hắc Hổ Đường, cho nên hắn thường tự mình thu nạp thuộc hạ, những người khác cũng không can thiệp vào. Ha ha, Trung Sơn cũng cười lớn. Quách Tiêu kia ta đã gặp qua, có tivi đoán cốt đại thành. Thực lực so với lão ngũ thì mạnh hơn một chút. Ta còn nghe nói, gần đây nhất ngươi có thu nạp một tên đại phu. Đúng vậy, Trung Vân Triệu gật đầu. Hắn là Mạc Cầu đại phu, vốn là một học đồ trong hiệu thuốc Thanh Nang, có một chút quan hệ với mấy người Quách Tiêu. Học đồ, có mấy người nghe thấy từ này thì nhíu mày ngạc nhiên. Tuy là học đồ nhưng y thuật rất khá, Trung Vân Triệu cười nói. Lần sau có thời gian ta sẽ dẫn hắn tới. Được, Trung Sơn gật đầu. Ngươi làm việc thì ta rất yên tâm. Mạc đại phu, xin mời. Uông lão nhị khoác áo lông, cười lớn. Nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Trước mắt là một viện lạc vuông vắn. Có nhà chính, nhà ngang, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có hai gian phòng chuyên để xử lý dược liệu. Chỗ này, Mạc Cầu, không giấu được vẻ kinh ngạc, là nơi ở trước kia của Mục lão. Uông lão nhị biết đối phương nghĩ gì trong lòng, hắn mở miệng nói. Mấy năm trước Mục lão đã chuyển đến gần chỗ của đường chủ, nơi này bỏ trống từ đó. Lần này Tam đương đầu cố ý để nó lại cho ngươi dùng. Tam đương đầu thật tốt quá, Mạc Cầu than nhẹ. Nhưng tại hạ có tài đức gì mà lại được hậu đãi như thế? Mạc đại phu quá khiêm tốn, ngươi có y thuật cao minh, chỉ là chưa có danh tiếng mà thôi. Uông lão nhị cười bảo, tất nhiên, dưỡng nguyên đan của Tề đại phu trước giờ cung vốn không đủ cầu. Sau này hy vọng Mạc đại phu sẽ không keo kiệt với chúng ta. Nhất định rồi, Mạc Cầu gật đầu. Xem ra, hắn nhận được đãi ngộ bậc này, ngoài chuyện y thuật ra,
dưỡng nguyên đan chiếm một phần quan trọng không kém. Trên thực tế, Tề sư huynh nếu có thể làm tốt hơn, không đến nỗi luyện mấy ngày không ra nổi một lò thì cũng sẽ không bị đánh giá thấp như vậy. Lần này nhờ thế mà hắn chiếm được tiện nghi lớn. Mặt khác, Uông lão suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Không biết Mạc đại phu có ý tuyển học trò hay không? Tuyển học trò? Mạc Cầu ngơ ngẩn. Đúng, Uông lão nhị gật đầu. Mạc đại phu có y thuật cao siêu, chỗ này sớm muộn sẽ bận túi bụi, một người thì không thể làm nổi. Nếu có thể tuyển lấy mấy tên học đồ, bọn chúng sẽ giúp đỡ ít nhiều cho ngươi. Nói tới đây, hắn lại cười cười. Chỉ cần có tâm, kỳ thật ngươi cũng không lo y thuật bị tiết lộ ra ngoài. Điều này Mạc Cầu có thể làm được. Nhưng mới hôm trước hắn còn là một tên học đồ, hôm nay đã lên hàng sư phó hay sao? Mà cái tiếng học đồ nghe êm tai là thế, nhưng ở chỗ này, đa phần đều là những người bị ép phải phục vụ mà thôi. Được rồi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiều người lại không biết việc thì chỉ thêm rối loạn, tâm tư khó yên. Ta vốn quen làm việc một mình rồi. Tất nhiên, sự thực thì còn vì nguyên nhân khác nữa, có điều hắn không cần phải nói cho đối phương biết. Thôi được rồi, Uông lão nhị cũng không ép buộc. Bất quá nếu ngươi muốn thu học đồ thì nhất định phải nói với ta có thể tiến cử người đến. Không thành vấn đề, Mạc Cầu đáp ứng. Vậy ta sai người khuân đồ cho Mạc đại phu nhé. Xin làm phiền. Sau một tiếng ra lệnh, mấy người chia nhau ra giúp hắn vận chuyển đồ đạc cho tới đêm mới dừng lại. Trong thời gian ấy có cả mấy người Quách Tiêu tới bái phỏng, đưa thêm hạ lễ làm không khí rất náo nhiệt. Cuối cùng hắn lấy ra ít tiền lấy lòng mọi người, chờ đến khi không còn ai nữa Mạc Cầu mới vào phòng đóng cửa lại. Ngồi một mình trên ghế, hai mắt hắn ánh lên. Gương mặt hắn không còn vẻ hưng phấn kích động như trước nữa, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo. Hiện giờ xem như hắn bất đắc dĩ phải đi vào hang hổ, dẫu có ngụy trang thế nào thì trong lòng cũng không thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Sự việc của Hoàng Khuê chắc đã yên ổn, hiện giờ không có ai nghi ngờ đến mình. Nhưng để đề phòng vạn, nhất có chuyện xảy ra, ta vẫn phải chuẩn bị thật kỹ. Đợi cho thương thế tốt lên, ta sẽ thăm dò đường đi, mau chóng trốn khỏi chỗ này. Hắc Hổ Đường không phải mảnh đất lành gì, cho tới trước Tết hẳn là sẽ không phát sinh thêm chuyện gì nữa. Phù, hít sâu một hơi, Mạc Cầu hơi thả lỏng tâm tình. Tự mình phải dưỡng thương, luyện công, lại luyện chế đan dược. Thời gian cấp bách không dư giả để chữa trị cho người khác. Cho nên từ nay về sau, việc gì có thể tránh thì nhất định phải tránh. Không được để người khác chú ý đến mình. Hậu tích bạc phát mới là vương đạo. Ánh mắt chớp động, hắn đứng dậy, xoay người nhảy ra khỏi viện lạc đi tới một nơi nào đó. Thỏ khôn đào ba hang. Nơi này chỉ có thể dùng làm vỏ bọc bên ngoài. Ẩn sau đó Mạc Cầu tìm một chỗ kín đáo để làm cứ điểm, tiện giấu một ít đồ vật. Cũng chính vì điều này mà hắn không thể thu nhận học đồ được. Các bạn đang nghe chuyện Mạc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, lại một năm nữa. Ngũ đương đầu Hoàng Khuê của Hắc Hổ Đường đột nhiên mất tích, tại đêm đó lại có người của Bạch Mã Phỉ xuất hiện ở trong thành. Điều này làm cho người ta không tránh khỏi có những liên tưởng, nghi ngờ. Nhưng sự thực là bọn hắn không làm, nên Bạch Mã Phỉ đương nhiên là không nhận. Còn như Mạc Cầu, chẳng có ai nghĩ hắn lại liên quan tới chuyện đó cả. Hai thế lực bên trong và bên ngoài thành Dương Cung Bạt Kiếm, đám bách tính trong thành cũng cảm nhận được tình hình căng thẳng. Mạc Cầu đang gửi thân tại Hắc Hổ Đường, tất nhiên là không dám hó hé gì. Hắn tuân theo quy tắc đặt ra, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nên việc ở bên ngoài hắn không hỏi tới. Hắn thậm chí còn mong đôi bên cứ rằng co như thế, cuộc sống của hắn mới có thể an ổn, khỏi phải nơm nớp lo sợ mỗi đêm. Cuộc sống của hắn cứ trôi qua như thế, chớp mắt mà đã gần cuối năm. Hắn cũng đè ý định muốn ra ngoài xuống. Lúc này, thương thế trên người hắn đã ổn, thực lực cũng có tiến bộ lớn. Rạng sáng, trời vẫn còn chưa tỏ, lộp bộp, bên trong viện lạc, thân thể Mạc Cầu khẽ lắc, toàn thân hắn vang lên những tiếng nổ nhỏ liên tiếp. Đoán cốt, soạt, trường đao trong tay hắn lóe lên, đao quang như thác cuộc trào, không ngừng bay múa, xoay tròn như những bông tuyết rực rỡ bao trùm toàn thân. Từ xa nhìn lại chỉ thấy đao ảnh, không nhìn rõ người. Đao pháp của hắn đã như nước chảy mây trôi, là một hảo thủ. Soạt, thân đao sáng lên,
tỏa ra một vòng hàn quang sắc bén. Nó đột nhiên chém xuống, lướt qua cách mặt đất hơn một trượng. Răng rắc. Chỗ đao chém qua, có một khối đá tự nhiên nứt vỡ, tạo thành những vết rạn như mặt gương vỡ. Kinh Hàn Nhất Đao là một trong ba đại tuyệt chiêu của Tống Thị Đao Pháp, cũng là một chiêu tàn nhẫn quyết tuyệt nhất. Gọn gàng và vô cùng linh hoạt, đao xuất vô hối, chỉ có tiến chứ không lùi. Đao vừa rồi Mạc Cầu xuất ra đã có mấy phần viên mãn. Soạt, thu trường đao vào vỏ, thân thể hắn lóe lên, quỷ dị vô cùng. Hai cánh tay hắn khẽ động, tạo thành hai tàn ảnh giữa không trung. Cạch cạch, ở tấm ván gỗ xa xa, bất ngờ xuất hiện hai thanh phi đao. Mạc Cầu không biến sắc, thân thể vọt tới trước, đồng thời cánh tay di động tạo ra mấy bóng đen lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Vút, chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, có năm chuôi đao cùng nhau phóng ra. Mạc Cầu theo sát phía sau, bàn tay vung lên, bảy chuôi phi đao ở trên tấm ván gỗ biến mất không thấy đâu nữa. Tay áo hắn lại lắc lắc, chín chuôi phi đao hoặc nhanh hoặc lượn vòng, phiêu hốt bất định theo những hướng khác nhau nhằm phía sau hắn lao đi. Cạch, trên mộc nhân cách đó hơn 10 bước, tại các vị trí yếu hại như tim, mi tâm, cổ họng đều có phi đao cắm vào. Thiên tự cửu đả, từ thức thứ nhất lưu tinh phi trịch đến hàm sa xạ ảnh, truy hồn thất đinh. Cho đến thức sau cùng thiên tự cửu đả là tất cả 9 thức, nhưng lại bao hàm pháp môn của hơn 30 loại ám khí khác nhau, hiện giờ Mạc Cầu đều đã thông thạo. Đối địch với kẻ thù, hắn không cần phải chính diện ngạnh kháng. Chỉ cần trên người hắn có ám khí là có thể ngoài 10 bước lấy mạng kẻ thù với lực sát thương kinh người. Ngoài ra, thất tinh bộ của hắn cũng ngày một thuần thục, gần như hợp nhất cùng với đao pháp. Thiên La Công cũng có tiến bộ rất lớn. Mấy tháng qua hắn có bí dược phụ trợ, lực phòng ngự không kém cao thủ luyện tạng. Chỉ tiếc là dược lực tiêu hao quá nhiều. Lúc trước hắn rủng rỉnh là thế, hiện giờ đã cảm thấy bắt đầu thiếu thốn rồi. Ngoài mấy môn công pháp kia, hắn có tập cả phân ảnh kiếm và băng xương quyền nhưng uy lực của những môn này còn yếu. Cốc cốc, cốc, ngoài viện lạc, người đi canh phòng đã bắt đầu gõ mõ báo giờ. Mạc Cầu ngẩng đầu, thu lại đồ đạc sau đó sửa sang quần áo trên người, lặng yên nhảy ra khỏi tường viện. Chỗ này là nơi dự phòng của hắn, không phải căn nhà được Hắc Hổ Đường cấp cho. Ở nơi đó hắn ngủ không yên. Một lát sau, vừa mới trở lại bên trong viện lạc ở Hắc Hổ Đường không lâu, hắn đã nghe thấy tiếng người đập cửa. Mau lên, Mạc Đại Phu. Một người đẩy cửa bước vào, chắp tay khách khí theo lễ rồi nói, hôm nay là ngày lấy dưỡng nguyên đan, ngài đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Được rồi, Mạc Cầu gật đầu, hướng cái hộp ở bên cạnh chỉ. Có 56 viên, nhiều thêm tới 6 viên. Người kia cười nói, xem ra lần này tiêu hao không ít dược liệu. Trình độ luyện đan của Mạc Đại Phu ngày một tinh diệu. Là quen tay hay việc thôi, không có gì ghê gớm cả. Chỉ cần dược liệu, tiền bạc đầy đủ là được. Mạc Cầu khoát tay. Ngoài dưỡng nguyên đan ra, hôm nay còn phải làm gì nữa không? Mấy ngày trước hiệu thuốc Thanh Nang khất nợ dược liệu, chúng ta cần qua đó thúc giục. Người tới đáp, ngoài ra, buổi chiều đến phiên ngài tới rượu dược đường xem bệnh. Rượu dược đường là hiệu thuốc của Hắc Hổ Đường, không mở cho người ngoài, chỉ khám bệnh cho người của bọn. Hắn mà thôi, đại phu xem bệnh mỗi ngày đều luân phiên nhau. Thông thường sẽ có hai người cùng khám, một người khám chính còn một người thì phụ trợ. Mạc Cầu là người khám bệnh chính ở đấy. Ngoài trừ một số bệnh nghi nan, hắn rất ít khi ra tay. Thời điểm ban đầu có nhiều người không phục, nhưng sau khi chứng kiến hiệu quả y thuật của hắn rồi thì không ai còn dị nghị gì nữa. Rượu dược đường à, Mạc Cầu vuốt vuốt lông mày. Hắn đang khá hài lòng với tình hình hiện tại của mình, chỉ có đến chỗ này là hắn không thích. Bởi đã tới đó là hắn phải thể hiện năng lực của mình, trong khi kế hoạch của hắn là tránh tối đa việc khiến người khác chú ý. Nhưng đây là lại yêu cầu bắt buộc của Hắc Hổ Đường, hắn không thể cự tuyệt. Chúng ta đi hiệu thuốc Thanh Nang trước, sau đó qua Vọng Giang Lâu ăn rồi qua rượu dược đường sau. Hắn than nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài. Lão Chu, chuẩn bị xe ngựa chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Lão Chu khom người dẫn hắn ra ngoài, mời Mạc Đại Phu lên xe. Tiếng bánh xe chạy trên đường lộc cộc, không bao lâu sau đã dừng lại trước cửa hiệu thuốc Thanh Nang. Ngươi đến rồi. Đang không có bệnh nhân, Tần Thanh Dung kiểm kê dược liệu ở bên trong thấy Mạc Cầu đi vào thì ngẩng lên nói. Ta muốn nhờ ngươi, việc dược liệu. Sư tỷ, Mạc Cầu ngắt ngang lời nàng. Ta có thể giúp ngươi hoãn lại 2 ngày, nhưng lâu hơn thì không được.
Tần sư phó nên tìm biện pháp đi. Chúng ta cũng đang tìm cách. Tần Thanh Dung lắc đầu, vẻ khó khăn. Hiện giờ ra ngoài thành không dễ, dù là Lôi gia cũng bị hao tổn nhiều lần, việc thu mua dược liệu không dễ dàng gì. Đúng rồi, nàng lấy lại tinh thần, nhỏ giọng bảo. Chuyện ngươi nhờ ta thăm dò đã có tin tức. Vậy sao? Hai mắt Mạc Cầu sáng lên. Tin tức thế nào? Địa đồ là vật do triều đình quản lý, giữ gìn còn nghiêm hơn cung nỏ, tư tàng là đại tội cho nên có rất ít. Tần Thanh Dung đáp, bất quá bên trong địa phương chí cũng có. Ta sai người hỏi rồi, một thời gian nữa sẽ tìm cách phục chế ra một quyển. Làm phiền sư tỷ rồi. Mạc Cầu thở nhẹ, chắp tay cảm ơn. Ngươi muốn lấy địa đồ làm gì? Tần Thanh Dung hỏi vẻ không hiểu. Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Ta muốn xem trước một chút. Hắn không trả lời thẳng, chỉ dặn dò. Việc này nhất định phải giữ bí mật, không thể cho người khác biết. Ừ, Tần Thanh Dung gật đầu. Mà đại phu, lúc này, lão Chu ở bên ngoài vội chạy tới kêu lớn. Bên rượu dược đường báo có việc gấp, ngài mau tới đó một chuyến. Được rồi, Mạc Cầu nghiêm mặt. Chúng ta đi. Làm đại phu có rất nhiều chỗ tốt, chỉ có điều này là không tốt. Cứ có bệnh nhân là dù hắn có đang làm gì cũng phải bỏ dở mà qua xem. Tần Thanh Dung đưa mắt nhìn bóng lưng Mạc Cầu đang bước ra, nhất thời kinh ngạc. Chẳng biết từ khi nào, tên thiếu niên lúc trước chỉ đứng đến hông mình giờ đã cao lớn còn hơn cả nàng. Dáng người hắn trắng kiện chứ không gầy gò yếu ớt như trước kia nữa. Khí thế của hắn làm cho người khác cảm thấy yên tâm nếu muốn dựa vào. Ai? Nàng thở dài, rồi quay người bước vào trong. Chương 70, rượu dược đường. Rượu dược đường. A, à, đau chết ta rồi. Đại phu, chân của ta còn chữa được không? Ta còn có mẹ già, con nhỏ, không thể tàn phế được. Không được ầm ĩ, yên tĩnh chút đi. Còn chưa vào trong, tiếng la tiếng khóc, tiếng cầu xin quát mắng đã hòa vào nhau vang ra tận ngoài. Vào trong nội viện, chừng mấy chục người hoặc nằm hoặc ngồi, ai cũng rên rỉ, mình đầy thương tích chiếm hết chỗ trống. Đám đại phu với học đồ cùng nhau xuất động, trong nhất thời cũng không thể xử lý hết ngay được. Đã xảy ra chuyện gì thế? Mạc Cầu nhíu mày. Hắc Hổ Đường tuy cũng hay có tình trạng chém giết, rồi bệnh tật nhưng chưa từng đến mức độ này bao giờ. Đập vào mắt hắn là đủ loại vết thương, từ đao kiếm ngoại thương đến nội thương, không thiếu thứ gì. Mà đại phu, ngài tới rồi. Một người ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Cầu thì vui mừng khôn tả. Vị Mạc đại phu này tuy còn rất trẻ nhưng mọi người trong dược rượu đường đều phải công nhận y thuật của hắn nằm trong số 3 người giỏi nhất. Đặc biệt là đối với ngoại thương, hắn rất tinh thông. Tiểu Mạc, ngươi qua đây. Bên trong, có một người mặc cẩm y, đã nhiều tuổi, mặt mũi hiền lành vừa thả cây kim châm trong tay xuống vừa bảo hắn. Mau tới hỗ trợ mọi người. Vâng, Mạc Cầu gật đầu, bước nhanh tới. Lão giả vừa lên tiếng họ Đinh, mọi người vẫn hay gọi là Đinh Lão. Lão là chủ sự ở rượu dược đường này, mọi người đều thừa nhận y thuật cao minh của lão. Đinh Lão, đã có chuyện gì vậy? Tiếp nhận một người bệnh, vừa nhẹ nhàng xử lý vết thương, Mạc Cầu vừa hỏi lão. Sao tự nhiên lại có nhiều người bị thương vậy? Là Bạch Mã Phỉ. Trả lời hắn là một tên thủ hạ bị thương. Hắn cắn chặt hàm răng, tức giận nói. Bạch Mã Phỉ đột nhiên đánh lén chúng ta. Bọn chúng có chừng trăm tên, các huynh đệ phải liều mạng chiến đấu mới trốn thoát được. Đinh Lão, Mạc Cầu nhìn về phía Đinh Lão. Ừ, Đinh Lão gật đầu, mặt không đổi sắc. Là thế này, chắc ngươi cũng đã biết thế cục bây giờ. Sự việc thế này sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi. Hai hàng chân mày Mạc Cầu hơi nhếch lên. Tuy biết như vậy, nhưng biểu hiện quá mức bình tĩnh của Đinh Lão làm hắn ngạc nhiên. Có lẽ lão đã biết trước sự tình sẽ như thế này. Đây cũng là điểm khác biệt của những người ở trên cao tầng so với đám thủ hạ bình thường khác. Tin tức không thông, đám người ở dưới tất nhiên là mù mờ, phải nhẫn nhục chịu đựng. Trong khi đám ngồi ở trên cao có thể tùy cơ ứng biến, điều khiển mọi việc. Quét mắt nhìn lại, những người bị thương đều là đám bang chúng phổ thông của Hắc Hổ Đường. Đừng nói là cao thủ đoán cốt, những người có tu vi luyện ra thôi cũng chỉ có mấy người. Điều này có vẻ không bình thường. Bạch Mã Phỉ gióng trống khua chiêng ra tay nhưng lại không tấn công đám cao thủ đầu não mà tập trung vào bang chúng phổ thông là sao? Bọn chúng cũng chịu tổn thất không nhỏ. Đinh Lão nhìn ra suy nghĩ trong lòng Mạc Cầu thì lạnh nhạt, bảo: Theo ta biết, có 3 tên đầu lĩnh mất mạng,
cao thủ hậu thiên Độc Lang cũng bị thương. Mạc Cầu giật mình. Xem tình hình thì có lẽ Hắc Hổ Đường đã ra tay trước, tập kích vào điểm yếu của đối phương, tiêu diệt rất nhiều cao thủ. Còn Bạch Mã Phỉ phản công lại không thu được kết quả như ý muốn. Chỉ có thể trút giận lên đám bang chúng bình thường mà thôi. Đinh Lão, ngài đến sớm vậy. Lại có thêm một người nữa đi vào trong dược đường, hướng Đinh Lão chắp tay. Mà đại phu cũng có mặt rồi à? Mục Lão. Mạc Cầu chắp tay đáp lễ. Mục đại phu. Đinh Lão lạnh lùng gật đầu. Mục Lão có dáng người gầy gò, râu dài ba tấc, thân mặc y phục màu lam dệt từ tơ lụa. Mục Lão không giống Đinh Lão với Mạc Cầu. Lão tinh thông về nội thương, giỏi dùng độc, còn là một cao thủ võ nghệ. Tại Hắc Hổ Đường, địa vị của lão rất cao. Nhìn biểu lộ của lão thì biết là lão không hề ngạc nhiên. Có lẽ cũng đã biết trước kế hoạch của Hắc Hổ Đường rồi. Ngược lại trong ba người, chỉ có Mạc Cầu là không biết gì mà thôi. Tại Diệu Dược Đường, Mục Lão, Đinh Lão và Mạc Cầu là ba người có y thuật cao nhất. Trong đó Mạc Cầu nhỏ tuổi nhất, kinh nghiệm ít nhất, lại giữ khoảng cách nên bị người khác coi nhẹ hơn cả. Quan hệ của Đinh Lão và Mục Lão thì có vẻ không được hòa hợp lắm. Bắt tay vào việc thôi. Đinh Lão chào xong, ba người chia ra ba nhóm cùng bắt tay xử lý thương thế cho đám bang chúng. Bên cạnh Mạc Cầu có hai vị đại phu, năm tên học đồ. Mạc đại phu. Thôi sư phó tuổi đã ngoài 40, là một lão nhân ở chỗ này nhưng vẫn giữ thái độ khách khí với Mạc Cầu. Chúng ta làm thế nào? Phải phân chia ra. Hắn đưa tay quẹt ngang mày nói. Vết thương nhẹ tạm thời chỉ cầm máu rồi bỏ qua, người bị nặng hơn thì phải tìm cách khống chế bệnh trước. Phân cho hai người đi nấu dược liệu. Phải chuẩn bị tốt băng gạc, kim sang dược. Đúng rồi. Mau đi sang chỗ Quách Tiêu mượn 10 viên dưỡng nguyên đan mang tới đây. Ta dạy cách cho các ngươi, trước tiên đem bệnh nhân phân loại ra, mỗi người một việc cứ thế mà làm. Như thế, cuối cùng hắn tổng kết lại. Ta gọi nó là làm việc theo dây chuyền. Ây già! Một lát sau, thôi sư phó vẫn còn khá nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn thấy có một số việc Mạc đại phu làm thật không cần thiết, khác gì vẽ rắn thêm chân. Lúc này chẩn trị bệnh nhân đã không còn thời gian, lấy đâu tâm trí mà để ý đến việc khác nữa. Nhưng làm việc theo dây chuyền, sau khi mọi người quen thuộc rồi thì hiệu suất làm việc lại tăng lên rất cao. Kết quả cuối cùng khiến thôi sư phó phải há miệng ngây ngốc. Hắn không hiểu, sao chỉ cần điều chỉnh một chút trình tự làm việc mà hiệu quả lại khác biệt như vậy. Những người khác càng không hiểu nguyên do tại sao. Chỉ thấy bên phía Mạc Cầu làm việc tốc độ rất nhanh, hơn xa những khu vực khác. Mà hiệu quả lại không hề thua kém, thậm chí còn tốt hơn. Cuối cùng, Đinh Lão, Mục Lão phải chia bớt bệnh nhân của mình ra mới theo kịp tốc độ làm việc của bên Mạc Cầu. Người trẻ tuổi tinh lực thật dồi dào. Đinh Lão sắp xếp cho bệnh nhân cuối cùng xong mới khẽ vuốt râu, cười nói. Mà đại phu một người mà làm việc bằng hai chúng ta. Đúng vậy, Mục Lão nhếch miệng nhưng không có vẻ gì là vui mừng. Đinh Lão, ta nghe nói đường chủ Trung Sơn đang muốn sắp xếp lại mấy vị đương đầu khác. Phải, Đinh Lão gật đầu. Đại đương đầu, ngũ đương đầu đều đã mất mạng hoặc không thấy tung tích. Hiện nay Hắc Hổ Đường chỉ còn ba vị đương đầu nên có nhiều việc lực bất tòng tâm. Đề bạt mấy vị đương đầu cũng đều phải là người có bản lĩnh hơn người. Đinh Lão trưởng quản Diệu Dược Đường đã cứu chữa cho rất nhiều bang chúng, rất có thể sẽ trở thành một số các đương đầu đấy. Mục Lão nói, ta... Đinh Lão giật mình, lắc đầu. Ta đã già, dù có được đường chủ nhìn chúng đi nữa thì có thể giúp sức cho Hắc Hổ Đường được bao lâu chứ? Không phải. Mục Lão lắc đầu. Dưỡng sinh công của Đinh Lão bất phàm, tuy không thể giữ thân thể cường tráng như còn trai trẻ, nhưng có tác dụng kéo dài tuổi thọ, thời gian còn lại rất nhiều. Được rồi, việc này để nói sau. Đinh Lão khoát tay, vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện này. Bây giờ nói chuyện ấy còn quá sớm. Phải giải quyết vấn đề với Bạch Mã Phỉ đã, không vội. Đinh Lão nói đúng lắm. Mục Lão gật đầu. Đinh Lão. Đúng lúc ấy, có một người chạy vào Diệu Dược Đường. Nhị đương đầu bị thương, phiền lão qua đó xem xét. Còn có Phong Vũ Song Tiên Tả nữ hiệp bị một trưởng của Độc Lang, giờ đang hôn mê bất tỉnh. Ngài mau mau chữa trị. Ồ, hai người nhìn nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nhị đương đầu, Phong Vũ Song Tiên đều là cao thủ trong đường. Lần này cũng bị thương rồi. Xem ra Bạch Mã Phỉ không phải không có cách đối phó. Mưa gió đã nổi. Sau này,
xem thủ đoạn của ai cao minh hơn ai mà thôi. Thời điểm này mới thấy làm đại phu thật tốt. Xung quanh chém giết như thế nào đều không liên lụy đến bọn hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Mặc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.